thương nhau cao bộ làm đôi miên, một là trầu xanh thầm nở. Anh 10 độ hả? Anh 10 độ. À, cái gì? Đám giỗ hả? Ủa ba anh còn sống mà đám giỗ gì cha nội? À, cái đó là ba của ba anh, là ông nội của anh. Mấy nhỏ kia ông cóc. Rồi biết chi ông ngày nào? Để tôi đặt vé xe đò đến cho nó thì tiện. Rồi rồi rồi, yên tâm đi, có liền luôn. Ê. Ừ? Nhà ông 10 độ hả? Ừ. Kế nhà cái bà ba bánh bánh bẹo phải không? Ừ. Sát bên này đặt xe gì? Thì mình phải nuôi dốc chứ. Xong vừa đặt con vé máy bay đi luôn đi. Nó nổi ớn. Cứ mỗi độ thu về tan bụi chợ, em còn hoài vọng bóng người thương. Hoa thu rụng rơi dài bên bờ sông lạnh. Ủa? Trời ơi! Chú ba, chú ba! Con chậm, con hết bệnh chưa mà con đổ nguyên cái thúng trái cây gì vậy nè? Con hết bệnh chưa? Con đỡ rồi. Ờ. Chú ba đâu ạ? Ờ, chú tèn tèn đi kiếm cà phê uống. Ủa trái cây này bị ăn cắp vừa ngay mà quá trời nè. Trời đất ơi, nói gì vậy? Nói mày mẹ giữa lộ tao cười con chết. Chứ đâu cả thúng vậy? Trong vườn nhà con á, nó chín ươm ươm rồi, cái con hái đem ra chợ kiếm chút đỉnh. À, tính vẽ cho vườn nhà rồi bán ra chợ kiếm chút đỉnh ha. Dạ, chú ba coi mua một con ơi. Ờ, chú chín bó này về bán nhiêu nãy, rồi cam này về bán nhiêu chục, rồi chum chum này về bán sao? Dạ, chuối này là ngon rồi nha. Là chín tới à. Chuối này con lấy 40, rồi cam 25, chôm chôm lấy 18 à. Bây giờ chuối chú trả 45 con bán không? Chú ba mới nói gì? Ủa chú ba mới hỏi gì? Trời ơi, chuối này con bán 40, tự nhiên chú ba trả 45. Ồ vậy hả? Coi như lúc đó cái tâm tao không có ở đây đi. Mà thật kệ, con mới hết bệnh mà. Bây giờ chú ba mạo hết cái thúng con bán không? Thôi. Giỡn hoài, mạo cái thúng gì? Giỡn gì mà giỡn, chú ba nói thiệt á. Thấy con buôn bán ngược xuôi, chú ba thấy vậy không vui trong lòng. Thấy con buôn bán tạo tầng, chú ba thấy vậy trong lòng không vui. À, chú ba mở hết giùm con. Mà chẳng những ở nhà còn chuối chín bói không? Ở vườn nhà mình á. Còn đâu cỡ hai thúng giống vậy. Còn hai thúng giống vậy, với này là ba thúng. Bây giờ chú ba mở hết trơn ba thúng này thì con lấy tính chú ba nhiêu tiền? Mở hết ba thúng luôn. Ừ. Không có rẻ à. Thì nói đi. Mở hết luôn là 500 á. Mở hết luôn khoảng 500, bây giờ chú ba trả con 550 luôn. Gì 550? Ừ. Nay chú ba ăn trái cây trừ cơm hay gì á? Không phải. Nhà của bác 10 độ có đám giỗ. Ông nhờ cái miệng chú ba đi kiếm trái cây giùm mua. Đó bây giờ á, chú ba nè đưa cho con chú 150. Đó giờ chiều á con đem thúng trái cây này với hai thúng ở nhà đó, đem hết giao cho ổng. Rồi lấy hết số tiền còn lại, nói chú ba đợi nói như vậy đó. Là chiều đem thúng này, ừ. Hai thúng nữa. À. Qua nhà. Bác 10 độ. Bác 10 độ. À. Rồi lấy hết tiền. Lấy hết tiền là 400 còn lại. Trời đất ơi, nay giữa lộ gặp khách sạn chợ. Rồi. Giờ con về con soạn liền. Rồi. Về soạn liền. Rồi. Chiều cái đem qua bển ha. Rồi. Chúc con đội về nhà mát hơn cổ nha. Rồi con cảm ơn nha. Ờ đi con. Cảm ơn chú ba ha. Ừ, không có gì. Tía, con để đâu mất rồi? Dạ. Thì hồi đó giờ vẫn để trong tủ mà tía. Sao tía kiếm hoài không thấy? Thì hồi hổm á, con lo con nhọn cái tủ, rồi chắc con quên bỏ vô lại. Thôi để lát con vô con cất cho tía. Mà tự dưng bữa nay tía nhắc vụ bức tranh chi vậy? Tự dưng nhớ nó nổi chơi, lâu lâu rờ ngắm cho đỡ buồn. Thôi vậy để mai mốt gì con lấy con treo lên lại cho tía ha. Nghĩ cũng ngộ, tranh để treo để ngắm, nhà mình lại lấy cất bỏ vô tủ. Tía, em
mốt con đem treo cho tía mà. Nói vậy thôi, chứ tranh đem treo lên tía cũng đâu có thấy được. Tía, tía nói gì vậy tía? Tía đừng có nói vậy tía. Con đâu có khổ gì đâu, tía thấy không? Con không có khổ cái gì hết á. Đời con có tía là vui rồi tía. Tía, xin lỗi con. Tía đừng nói tía. Xin lỗi con gái của tía. Tao mới nghe ông Mười Độ ổng nói ba vụ trái cây á, mày chơi kiểu đó ác nha ba đời. Hai cũng biết rồi, ông Mười Độ ổng già quá trời mà bao nhiêu đó thấm thía vậy. Với lại á, em thấy con Chậm nó mới hết bệnh mà nó đội nguyên thúng trái cây như cái núi vậy nè. Em cho ổng lá lành đùm lá rách lần. Bữa hôm qua đám giỗ cái ông nói để ta hồi cái tiền đặt cọc cho chú mày luôn. Em nói thôi, cái tiền đó coi như là tiền đi đám giỗ ba anh đi. Ông kể tao nghe ông cười khà khà dạ. Chứ không có giận hờn gì mày hết á. Mà tao công nhận mày nghe ba đời dạ. Mày nói dốc sao mà cả xóm mày ai cũng tin mày chứ vậy. Nhưng mà anh hai nói con ba nghe dạ. Nói dốc đâu nói. Nhớ chừa nhà anh ra nghe. Tội nghiệp tao, thấy không? Ta thường nói dốc chính phương, trượng phương lấy chồng. Mày coi như nhà tao mày chừa ra giùm ha. Anh hai nói vậy chứ em cũng nói dốc đâu, em nói thiệt không à. Không. Thiệt hay dốc gì á, thì mày cũng làm ơn làm phước mày chừa gia đình tao ra giùm, thấy không? Coi như mày đừng dòm ngó tới, mày đừng quan tâm với gia đình tao nữa. Dạ, em biết rồi. Ừ. Trời đất ơi, tự nhiên đang nói chuyện thở ra. Có âm mưu gì không mày? Dạ không. Anh hai giận rồi đâu có dám nó dốc nhà anh hai đâu. À. Đang nói chuyện vui vẻ thực như sực nhớ đó con heo hơn cả tạ nó bị bỏ ăn mấy hôm nay gầu con thúi ruột rồi nè. Trời đất ơi, tụi mày có nó chưa kêu thú y tại lên tao chết không? Đâu có dám kêu chết anh, nếu lỡ nó chết rồi là thịt nó bỏ luôn đâu có dám ăn. Trời đất ơi, mày không chết á thì mày cũng phải tìm cách mày cứu nó chứ. Để nó chết rồi bán thịt ai dám mua? Thì bởi vậy em tìm hết đêm nay, nếu nó không qua khỏi là mai kêu chạch kéo liền. Đặng mà vớt lại cám với hèm chứ dễ bỏ đó. Nhớ nghe. Dạ. Có lỡ chết là bỏ đó, không có bán cho tăng nha. Rồi em biết rồi. Ủa chết đó. Dạ. Em Hồng. Ủa, anh ba gọi ai em Hồng vậy? Tại Hồng á hả? Trời ơi, tự nhiên bữa nay gọi em Hồng nữa. Cái bữa nhớ gọi cô Hồng mà. Cô Hồng hả? Trời ơi, cái từ đó diễn bó tàng ta tịch thu rồi. Nó từ cô Hồng nó mai một hết rồi, nó tuyệt chủng rồi. Bây giờ nó kêu em Hồng cho nó ngọt ngào, không ai kêu cô hết trơn á. Em Hồng đi đâu mà có mình ên vậy? Đi chợ. Sao em Hồng không đi xe ôm mà đi có mình ên tới tội nghiệp quá vậy? Mà anh có xe này em lên em ôm đi. Anh chở cho em Hồng đi. Ngồi đâu? Ờ ha. Anh chở qua nhà ông Tư Diệp. Với lại cũng không có nón bảo hiểm nữa, sao đi? Thôi, ở trong đường quê nón lá được rồi. Không được nha, quê thành thị gì cũng phải đội nón bảo hiểm đàng hoàng chứ công an phạt chết à. Đẹp mà khó tính quá à. Vậy thôi khó quá em Hồng đi chợ đi. À mà nè, hả? Tức ghê đó, hồi xưa mà tôi không nhường cho mấy cha xứ này nha. Là hai đứa mình có duyên nhau rồi hốt giờ cố chừng có nguyên bài con. Mà anh cứ đi, dốc của tình nó dốc hoài quá. Anh nói thiệt, anh không hề nó dốc luôn á, hồi xưa anh thương Hồng mà. Thiệt không? Thiệt. Giờ còn thương không? Trời ơi, còn hoài luôn, thương là tôi chết thôi. Nói nữa đi. À, nói nữa hả? Đó giờ không có ai nói câu này á, giờ muốn nghe anh nói nữa. Thiệt mà, bây giờ cũng còn thương luôn. Làm gì hả? Em có thể nào ghi anh cái câu này vô đây được không? Chứ vậy đặng là cái gì tối ngủ được mà bắt lên nghe anh ba nói là dễ ngủ phải không? Nói chung là em ghi âm xong cái em gửi cho chị ba nghe. Trời má ơi, chị ba tôi nói được mà. Đúng là cái tật nó dốc cũng không bỏ. Phải không? Để tao 3 kg thịt đùi trước nha. Chị lúa hay lấy tiền mặt vậy? Dạ đâu có heo quéo đâu mà tiền mặt hay lúa mùa anh hai. Trời đất ơi. Ủa sao mà nói heo mà chết? Ai biểu tại lúc này mà anh hai qua nhà khó quá làm chi? Em có ông Ní từ Sóc Trăng qua đem qua cho ít bánh bía. Mà anh hai qua nhà ăn bánh bía với uống một ly trà đọt cho nó thanh giọng. Thì ăn bánh bía thì mày mời đại ăn bánh bía đi, mày nói heo mày chết. Mày nuôi heo mà mày nói cái kiểu đó, tao nói mày bữa nào nó chết thiệt á. Tại anh hai không để ý chứ em có nuôi con heo đâu mà sợ trù với ẻo, xui với xẻo đâu có sợ. Thằng này nó nói dốc liếc kiểu nổi tiếng. Ủa sao ai cũng tin nó hết vậy trời. Bệnh già cái đầu gì mà cũng nghe lời nó nữa.
Nhưng mà em nói giống em, không có hại ai nên em không có ngại. Mà anh hai uống trà. Mày có coi chuyện cậu bé trên cụ chưa? Không biết là chuyện hồi nhỏ lận. Mày nói giống riết mày giống y vậy đó. Em đâu có giống cậu bé đó đâu. Em nói giống là có ích cho đời. Cái nào có ích cho đời đâu. Nè, em kể câu chuyện này anh hai coi có ích không nha. Thôi, để tôi rót cho. Đây, để tôi rót cho. Vậy chú rót giùm tôi nghe. Dạ. Bữa nay con chậm nó chưa có ghé. Chắc còn lo cơm nước cho mấy đứa nhỏ. Dạ. Anh em mình á, hàng xóm láng giềng mấy chục năm nay rồi. Anh đừng có bận tâm mấy cái chuyện này làm chi. Em rót nước có gì đâu mà. À, tôi già rồi, không còn biết uống trà với chú được bao lâu nữa. Anh Tư nè, bữa nay thằng em qua đây nhắc nhở anh một chuyện nha. Mình lớn tuổi rồi, mình sống cho lạc quan lên. Đừng có sống bi quan như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe. Mấy hôm nay trong người sao mà nói ra cái chuyện gì đâu không vậy? Cũng khỏe, chỉ có con mắt trợ trời thì nó nhức. Hôm nay á, em qua đây thăm anh, uống trà. Trước thăm sau đó là có ít quà cho anh nè. Chú cứu tế tôi nữa hả? À, anh nói chi chữ cứu tế nghe sao nó hòm tướng quá anh. Đừng có nói như vậy. Đây á, có công của hai lúa trong này nữa đó nha anh Tư. Từ khi bị mù, chú chạy qua chạy lại giúp đỡ tôi rất nhiều. Lúc thì cái này, lúc thì cái nọ. Ơn của chú với chú hai tôi ghi nhớ lắm. Mới nhắc anh quên nữa rồi. Đừng có để mình cảm động nhiều quá nha. Uống nước đi anh, uống nước đi. À, dạ. Chú chờ tôi chút xíu nha. Dạ. Cần tôi vào đi không? Trời ơi, ông không thấy đường gì mà trong nhà còn muốn đi y như Messi đi trong khu 16m50 à. Ớn thiệt. Trời đất quỷ thần ơi, đừng nói đem cho anh chút đỉnh quà rồi cái trao công đức nha, kỳ lắm à. Đây. Đây. Tôi tặng chút. Trời ơi, nói chơi có thiệt hả? Hả? Em không có lấy bằng công đức gì đâu, này là đồ chút đỉnh hả? Tranh này tôi rất. Em coi đi. Chậm về đó hả con? Chú ba mới qua thăm tía. Dạ, chú ba mới qua chơi. Thôi tía cũng mới về. Rớt cái gì mà rộn rãng vậy? Dạ, con giúp bậc thiệp. Con làm gớt cái gỗ. Có sao không? Có bị té không? Dạ, con không sao, con không sao. Sao? Chú thấy bức tranh có đẹp không? Có thích không? Dạ đẹp. Dạ thích, tranh quý. Dạ. Chú ba. Chú ba ơi. Ủa, chào mấy con. Sao đó tới mệt qua đây chi vậy? Dạ, hồi sáng á, con tính thưa chuyện vụ bức tranh. Mà bị gì ở nhà con không có tiện, nên giờ con qua đây con nói chuyện với chú ba nè. À vậy hả? Chú ba cũng nói thiệt với con luôn. Từ khi từ nhà con về tới bây giờ, chú ba cứ lẩn quẩn suy nghĩ cái vụ bức tranh màu trắng đó với ánh mắt của con không luôn đó. Con cảm ơn chú ba đã không nói sự thiệt cho tía con hay. À, tính ra chú ba cũng lỗi đời ha. Chú ba nhìn thấy ánh mắt của con á, chú ba nghi là có cái gì trong trọng á. Thiệt ra là từ hồi mà má con mất á, con đừng có khóc. Chú ba nói như vậy nè, trong ánh mắt của chú ba đó là con không có lỗi gì hết, thì chú ba nghĩ chắc ông cũng không buồn giận gì con đâu. Thôi con đừng có suy nghĩ gì cho nó nặng lòng nha, bỏ qua liền.
nghe không? Dạ. Ờ, nhưng mà cái chuyện bức tranh á, chú ba định bụng sao? Hay là con... Không nghe. Con có biết rằng đối với chú ba bây giờ, cái bức tranh đó đó là vô giá nha con. Bởi vì trong bức tranh đó nó hiện lên tấm lòng của một người con hiếu thảo với cha, với mẹ. Đó, anh hai thấy chưa? Nhờ em nói dốc á, mà anh Tư Diệp á, ổng không có tuổi thân, mà con gái ổng cũng không ái nái. Anh thấy em nói dốc có ít không? Thì cũng tùy theo chuyện nói dốc. Còn mày á, mỗi cái gì mày tao thấy mày cũng dốc cũng được hết. Hay thiệt chứ. Thiệt, công nhận chú ba, ổng nói dốc mà y như thiệt vậy chú hai. Trời ơi, tao biết nó nói dốc đó, nhưng mà có nhầm lúc cũng tin nữa nha. Nó nói như thiệt mà. Nhưng mà từ đây sắp tới á, mày đừng có tin. Có. Nói dốc thì sao mà có căn có kệ. Gì đây? Đây, thấy không? Mới nhắc là có liền. Chú ba hả? Nói cho ai nữa. Tôi nghe chú ba ơi. Dạ, anh hai đang ở đâu á? Anh đang uống cà phê. Rảnh qua đây uống cà phê chơi. Dạ thôi, bữa nay em kẹt rồi. Bữa khác nha. À, có chuyện gì không? Dạ, tính mời anh trưa mai qua nhà em uống ly rượu. Ủa, có chuyện gì hả? Ngày mai đám giỗ ông nội Đạt, kỳ công già em. À, đám giỗ hả? Rồi, vậy mai tao qua. Rồi, cảm ơn anh. Ủa, chú ba rủ chú hai đi đâu vậy? Nó mời đám giỗ. Có ai nhà không? Có ai nhà không? Ra lấy trái. Chui. Ủa, anh chui thăm lúa hả? Đi ra coi ba lúa nó chỗ coi sao. Dạ. Anh cũng đi thăm lúa hả vậy? Dạ, cũng đi thăm ruộng luôn. Dạ. Sáng gặp anh đây, chúc mừng anh luôn nha. Sắp lên chức ông nội rồi đó. Tôi cũng chúc mừng anh xui, có thêm đứa cháu ngoại nữa nha. Dạ. Hai bên vui đều quá anh xui. Vui đều, ai cũng vui. Tính đi thăm ruộng xong, đi uống cà phê luôn. Sáng gặp anh đây, đi uống chung nha. Đi. Dạ, đi. Dạ. Mắt một mí nhìn cũng ổn lắm mà ta. Bị nhỏ nhỏ, nhìn thấy cũng cưng lắm chứ ta. Mà sao lên cái tổng thể nó cứng cứng như sao ta. Anh. Ủa? Anh làm cái gì anh ngồi ngoài đây vậy? Sao trong sân không ngồi đi? Ủa, em về rồi hả? Mệt không? Không, em mới về à. Không mệt. Mà anh làm cái gì vậy? Anh nặng bụng. Bụng quá. Đưa coi anh. Bụng đâu mà nặng. Sợ quá. Dạ. Hỏi gì? Em thấy chồng em sao? Sao lại sao? Là có đẹp trai không á? Trả lời thiệt. Sao không trả lời rồi cười? Giờ muốn trả lời thiệt hay là trả lời giỡn? Đương nhiên là thiệt rồi. Thiệt đúng không? Mày nói chơi nè. Anh kêu trả lời thiệt mà cứ giỡn giỡn hoài, cứ giỡn hoài thiệt. Trả lời thiệt coi nè. Đẹp trai không? Không. Trả lời thiệt á? Ờ. Em này, có thấy chồng em không đẹp thì dạ em cũng phải lựa cái câu nào nói để cho chồng em vui chứ. Đâu đâu thẳng tính không. Thì anh kêu nói thiệt thì nói thiệt. Hôm đi vô nấu cơm. Ừ, vô nấu cơm đi. Bà nè, mặt của anh dày lắm, bụng nó không có lên nổi đâu. Đi vô đi. Ngày cả vợ mình cũng chê mình xấu. Vô. Chúc mừng người anh em đã lên chức. Cảm ơn người anh em. Ê, mà con ông giống hai nhái là chắc đẹp lắm ha. Ý nói vậy là giống tôi nó không đẹp hả? Bộ tôi xấu lắm hả? Ông thì nhìn không có xấu. Đương nhiên rồi. Đẹp thì nó không có đẹp.
nhìn nó lạ lạ kỳ kỳ sao á. Đẹp là đẹp, xấu là xấu, không đẹp không xấu là sao? Thì cái gương mặt của ông không có mà giấy mực nào mà diễn tả được hết trơn á, kỳ lắm. Thật lo. Ê, nhưng mà ông muốn con đẹp không? Muốn, con ai muốn đẹp. Ủa có cách gì hả? Có. Cách gì hả? Tôi nghe người ta nói á, là mình mua mấy cái hình con nít dễ thương về mình dán khắp nhà luôn, hạn chế cho con nhái nhìn thấy mặt ông, là con ông bảo đảm sanh ra đẹp liền. Kiểu này phải nghe theo lời của bà Lít thôi. Việc có, nước ngoài có, đứa nào cũng dễ thương, bảo đảm con mình sinh ra dễ thương như hệt vậy luôn. Anh đang làm cái gì vậy? Dán hình mấy đứa nhỏ. À quên nữa, từ đây trở về sau nha, em phải nhìn mấy tấm hình này. Tiên chi? Tại vì người ta nói á, ngắm mấy hình em bé dễ thương á, là đẻ ra con á, sẽ dễ thương như mấy em bé này. Nhưng mà nhìn như thế nào? Nè hả? Như thằng nhỏ này đúng không? Ý, có cái đồng tiền nè. Thấy không? Tập trung vào cái đồng tiền đó thôi. Mắt miệng mũi gì kệ đó. Vậy là nhìn cái đồng tiền thôi, không nhìn gì hết. Không nhìn gì hết, cái đồng tiền. Đồng tiền. Bé này. Ý, cái miệng. Không không, miệng cũng đẹp bằng con mắt. Đó, mắt tròn gió luôn cưng à. Nhìn con mắt con bé này. Nhìn con mắt con bé này. To, mắt to. Đây, thằng nhỏ này. Ý. Sao sao? Cái miệng nè. Nhìn cái miệng nó nha. Tại vì em biết sao không? Người ta nói đàn ông miệng rộng là sang. Mình đã biết con mình là con trai hay con gái đâu mà đàn ông miệng rộng thì sang. Thôi kệ đi, nhưng mà miệng nó đẹp quá, dễ thương quá. Để nhìn cái miệng. Ừ. Sao sao? Mũi cao. Vậy là mình chỉ nhìn cái mũi thôi, mình không nhìn cái gì hết. Giỏi. Còn bé này con bé đẹp thì nó đẹp hết luôn anh. Không, nhưng mà có chỗ. Ê, nó đẹp nhất là hai cái má. Kinh quá à. Nhớ chưa, nhớ chưa? Mỗi đứa nhìn một chi tiết thôi. Mỗi đứa nhìn chi tiết thôi. Thì như vậy con mình nó mới đẹp tổng thể, đẹp lộng lẫy. Từ từ từ, để em coi em nhớ đã. Cái đồng tiền. Cái miệng. Không, con mắt. Con mắt, con mắt. Cái miệng. Cái miệng. À, cái lỗ mũi. Cái lỗ mũi. Hai cái má. Hai cái má. Ừ. Là con mình đẹp hoàn hảo xuất sắc luôn á. Anh. Hồi nãy á, anh qua nhà tía má thấy khách có đông không? Cũng đông em. Dạ anh cho em qua bển phụ tía má nha. Đâu có được, anh đã nói rồi, em không đi đâu hết trơn, mà cũng không làm gì hết trơn. Ở bển á có thằng Tám lo rồi, em cứ yên tâm ở nhà dưỡng thai giùm anh đi. Nhưng mà em đâu có bị gì đâu. Với lại ở nhà ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không ăn không ngủ thì đi ra đi vô hoài à. Em chán lắm anh đi. Thôi vậy chúng hồi em qua nhà tía má hết chơi đi. Nhà tía má có khác gì nhà mình đâu. Thôi gán đi mà vợ. Làm gì che vậy, nén ra cho em nhìn cái coi. Em làm gì nhìn anh chậm chậm vậy? Tụi em thích nhìn anh. Thôi, từ đây trở về sau hạn chế nhìn mặt anh đi. Anh rồi trước mặt em không cho em nhìn miếng thôi. Ngồi vậy anh ra trước ngồi. Hạn chế cho con nhái nhìn thấy mặt ông, là con ông bảo đảm sanh ra đẹp liền. Mà nói chuyện không nhìn mặt sao nói? Thì em muốn nói gì em la lớn lên anh nghe mà. Vậy thôi không nói nữa. Em, anh đi qua năm tư vấn vụ trồng quế nha. Mình phải mua quần áo nữa, mua dầu, mua phấn, mua thau nữa, mua thau giặt đồ cho con. Chưa gì đã tính đến chuyện mua đồ rồi á. Mua đồ ta.
dầu gió, mua bàn chải. Mua chải chi? Mình giặt đồ rồi. À, mua bao tay. Nhà má đây lộn. Trời ơi, trời ơi, mà nó có nói tới liền không? Nó qua liền. Trời ơi, giận giận giận. Đây nè, đây nè, đây nè. Ủa, tí má, tí má ơi, dạ con sao rồi tí má? Dạ con đâu? Ngồi xuống để má nói cho nghe. Bình tĩnh đi con. Trời, tí má nói liền đi, cứ con sốt ruột quá. Nè, chuyện là gì nè? Hồi nãy á, má qua nhà bay, đem qua cho tụi bay mớ đồ ăn. Dạ. Nhưng mà má thấy có mịn nhái nhà hả? Dạ. Mà hả, hình như là má thấy cái cử chỉ nó kỳ kỳ lắm. Kỳ kỳ là sao má? Ừ, thì nó... Nè, má đem qua cho bay mớ trái cây nè. Trái cây vườn á, ngon lắm. Ta nói tía bay á, ổng biết bay thích ăn trái cây. Một hai ổng nặng nặc á, ổng kêu má phải đem qua đây cho bằng được à. Ủa, rồi bay nhà con mình à, con bảy cò đâu rồi? Nói sao vậy ta? Nhái giờ nè, có gì thế? Rồi, nhái. Nhá ơi, hồi nãy giờ má nói gì, má nghe không vậy? Không lẽ giờ mình sắm đồ cho em bé? Giờ sắm đi chứ vài bữa nó không kịp. Trời ơi, nhỏ gì ta? Sắm cái gì ta? Trời ơi, mà thôi, giờ mà sắm tốn tiền dữ lắm. Từ từ sắm. Nhái, nhái ơi, con làm nhảm gì vậy nhái? Trời ơi, có sao không? Trời ơi, nhái ơi, đừng làm má sợ nghe con. Đó, vậy đó. Hèn chi, bữa giờ con thấy vợ con lạ lắm. Không biết nó có bị... Nói tầm bậy tầm bạ cái gì vậy? Ông không có biết mấy cái bệnh này đâu. Phải đưa nó đi khám bác sĩ mới được. Dạ, vậy để con về chở vợ đi liền. Nè, con nó bận công việc nhiều, để má đưa đi cho. Trời, bây giờ công việc có bận cỡ nào con cũng phải dẹp qua bên, con chở vợ đi liền. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống nghe má nói nè. Dạ. Để má đưa đi. Biết sao không? Má với nó là phụ nữ với nhau. Có chuyện gì á thì dễ nói chuyện. Con đàn ông đi theo làm gì? Ở nhà lo công chuyện, giữ con đi hen. Mà má rảnh không? Ủa, má đâu có làm gì đâu mà không rảnh. Dạ, vậy mọi chuyện con nhờ cậy ở má hết nha má. Có gì má điện thoại con liền nha má. Má biết rồi, con yên tâm đi. Dạ. Trời ơi, cũng nghe nè. Má, trời, con đưa nó vô phòng nghỉ đi. Em vô, vô phòng nghỉ em. Má, đi khám bệnh, vợ con sao má?
bác sĩ nói á, nó bị trầm cảm rồi bị xì chết gì đó. Ủa, sao bị xì chết? Thì nó buồn phiền, nó suy nghĩ nhiều cho nên nó sanh ra xì chết. Ủa, sao buồn? Mà buồn chuyện gì hả má? À, má nhớ rồi. Hôm bữa, cách đây không có lâu, nó có qua nhà má. Má thấy mặt mày đó buồn hiu hà. Cái má hỏi thì nó mới nói vậy nè. Nhái, có chuyện gì vậy nhái? Em chán quá má ơi. Sao chán? Nè, có bầu á thì con phải vui lên nghe không? Chứ đừng có mặt mày chịu ụ, nửa đẻ con xấu lắm á. Thì chồng của con á, hai vợ chồng ở nhà với nhau mà không có nói chuyện với nhau. Mà nếu như có nói á thì người ở đằng trước, người ở đằng sau cũng nhìn mặt nhau được nữa. Thì con muốn tốt cho vợ con thôi. Tại con xấu quá, sợ vợ con nhìn thấy mặt con hoài, rồi mai mốt đẻ ra thằng nhỏ cũng xấu như con luôn. Chưa kể hết nha. Hình như là bị nhốt nó ở nhà phải không? Trời ơi, má nói câu này là quan cho con quá trời luôn á má ơi. Thiệt tình luôn á, con chỉ là không cho vợ con ra ngoài thôi. Vậy có khác gì đâu. Đó, từ cái chỗ đó đó, bay cấm nó ra đường nè, rồi bay không cho nó đi làm, rồi không cho nó đi chợ, cứ bắt nó ở trong nhà, nó mới buồn bực, nó mới sanh bệnh đó. Rồi giờ sao giờ má? Bác sĩ nói á, đây á là tâm bệnh, cho nên á uống thuốc á cũng chỉ cầm chừng thôi. Cái chánh yếu á là con á phải ở bên nó, chăm sóc nó nè, rồi an ủi khuyên nhủ đó thì nó sẽ hết bệnh. Dạ biết rồi má. Ừ thôi vậy đi hen. Vậy thôi má về. Dạ. Bộ có bầu á, coi ba hình ảnh đẹp rồi sanh con ra đẹp hả? Dạ. Ai nói mày vậy? Dạ bà Lít nói á Tiết. Trời đất ơi, hết người mày tin sao mày tin bà Lít bà cò? Rồi mấy bữa nay á con thấy nhái đỡ không? Dạ đỡ má, nhờ con ở nhà quan tâm rồi nói chuyện với vợ con nên đỡ nhiều rồi. Về làm ơn làm phước lột ba cái hình nó dục hết cho tao nghe. Ủa tao muốn cháu tao tệ chăng nữa thì giống mày, xấu xấu nhưng mà kết cấu toàn diện. Dạ dạ con hiểu rồi Tiết, xấu xấu mà có duyên hả Tiết ha. Mày mà có miếng duyên nào tao chết liền. Vậy đi. Anh ừ? Sao anh gỡ mấy tấm hình này xuống vậy? Tía nói đúng, con mình sinh ra mà không giống mình, giống người ta sao được. Bây giờ anh mới nhận ra hả? Con của tụi mình á không có nhất thiết là phải xinh đẹp bằng mấy cái đứa bé này, mà quan trọng á là nó phải khỏe mạnh và trưởng thành, và nó phải giống ba giống mẹ nó, hoặc là giống ông bà của nó, chứ đừng có giống người khác. Đúng rồi. Em yên tâm đi, từ đây trở về sau á, anh không bắt em á phải nhìn mấy đứa bé này nữa đâu, mà chỉ nhìn hai đứa bé kia thôi. Hai đứa bé nào nữa? Đứa bé này kìa. Em nhìn hai đứa bé này đi, bảo đảm em sinh con nha, thông minh giống cha mà đẹp thì giống mẹ. Bây giờ á đạt thành ý nguyện rồi hen. Dạ. Phải nói
công kỳ này là của má hết luôn á. Tía mày làm gì? Tía mày là cũng im lặng nè ha, để cho mày với má mày diễn tuồng đó. Vậy thì con cũng cảm ơn tía luôn. Con cảm ơn tía nhiều. Nhắc mày nhớ. Tại thấy bay á cứ năn nỉ ỉ ôi tao hoài, tao cầm lòng không đậu, cho nên hả mới hùa theo bay mà gạt mấy cò, nói là bay bị xì chét. Nhưng mà lần này thôi nghe, không có lần sau nha mày. Dạ. Má mày đã đúng á nghe. Chứ là thằng mấy cò mà nó biết được là tía với má mà gạt nó vậy á, mất mặt lắm, chẳng phải chơi đâu nghe. Thì tía với má giúp cho con lần này thôi, chứ không á ảnh nhốt con trong nhà con bị khùng thiệt luôn á. Tại nó thương mày mới vậy. Đúng rồi đó, có phước á mà không biết hưởng. Tía má, tại sao ba người gạt con vậy? Mấy cò, má không biết gì đâu nghe. Tại nhái á, nó bài má làm sao, nó má theo nó vậy nha, cái má không biết gì hết. Thì cũng tại anh nữa. Sao tại anh? Em nói với anh hoài à, anh có chịu nghe em đâu, nên em mới bày ra cách này chứ bộ. Còn tía nữa, uổng công con á, con thần tượng tía. Mày thông cảm cho tía, bây giờ mày có vợ rồi, mày với vợ mày sao là tía với má mày vậy đó. Mày phải hiểu hoàn cảnh của tía chứ, tía bị ép, hiểu không? Luôn. Anh, em xin lỗi anh, em biết lỗi của mình rồi, lần sau em không có dám gì nữa đâu nha. Nha, em hứa luôn á là em không có vậy nữa mà. Hứa nha, lần này á em bỏ qua, tại anh nể mặt có con. Đúng là củi tre dễ nấu mà chồng xấu thì dễ xài. Hôm sau có khách không má? Có. Ủa, chị Bảy dắt khách đi tham quan hả má? Hôm qua nghe khách đòi bữa nay nè, đi thăm vườn trái cây với lại chèo xuồng đi thăm vuông tôm gì đó. Trời ơi, nhiều dữ nha má. Thì giờ khách muốn mình phải chiều chứ làm sao. Rồi con về rồi lo phụ chị con đi chứ. Thì con tính ra con hỏi má để con kiếm chị Bảy rồi con thế chỉ rồi nè. Coi phụ nó đi. Ủa, dạ. Mà nó về kìa. Má. Mệt không con? Dạ, con không có mệt. Ngồi nghỉ đi. Tắm cái gì hả? Dạ, em mới về chị. Có ăn uống gì chưa? Để má hầm gà đó, gà cháo ăn bổ lắm á, để má lấy con ăn nghe. Thôi. Hả? Hồi nãy con dẫn khách đi, con ngồi ăn với khách luôn. Giờ con no lắm. Vậy hả? Vậy thôi để chút nữa má bỏ vô cà mên rồi con đem về nhà, nhớ ăn nghe không? Bây giờ là con phải ăn bổ mới được đó. Má thấy con đang mang thai mà đi kiểu này cực lắm. Hay là má tính vậy nè, kiếm thêm người phụ con nghe. Thôi má, thôi, không có cần đâu. Bởi vì mùa này là cái mùa du lịch, mình kiếm người ở ngoài á khó lắm. Thứ nhất, thứ hai là con còn khỏe lắm, con làm được mà. Nhưng mà con đừng có ý y. Đang mang thai mà nhất là 3 tháng đầu này nè, mình phải cẩn thận mới được. Đi đứng là phải cẩn thận đó nghe không con? Dạ. Má nói đúng đó chị Bảy, năm nào mà không vô mùa này. Tía con ông nói á, bắt đầu từ bây giờ là phải nhận khách nước ngoài ít lại để con được nghỉ ngơi. Rồi á, chừng nào thằng Tấm Tàn nó về á thì có khách thì để nó lo. Dạ. Dạ, con biết rồi. Ê, khoan. Đi chồng đi. Đã. Sao vậy? Bờ sông. Sao? Nguy hiểm, đi chồng cho nó an toàn. Ê! Vô mặt. Ê! Gì nữa đây? Cục gạch. Thiệt
tình á, em thấy mà, em né được mà. Kệ anh đi, vậy cho nhỏ nó an toàn. Ê, có em bé đi bên đây đi. Cảm ơn nha. Anh hả, mình có quen biết cái chị đó đâu, anh nói với chị làm chi? Trời ơi, người ta đi tới là đụng em sao, anh phải chặn lại. Với lại mình có tin vui, mình nói cho mọi người chung vui với mình. Xàm xàm. Ngưng chút ăn tô mì đi con. Dạ, mà để đó đi, xíu nữa con ăn. Chút xíu nữa là xong bài này rồi. Thì cũng phải ráng ăn đi con, mới có sức khỏe mà học chứ. Nghe lời má đi. Dạ, rồi. Học gì thì học, nhưng mà cũng sắp xếp ngủ sớm, không có được thức khuya nha con. Dạ, con biết rồi, má cũng ngủ sớm nha. Sắp thi rồi, lo quá à. Trời ơi, thì ai cũng vậy mà, cố gắng lên. Ê, bộ hả, bà định mừng kỹ sư thiệt á hả? Định gì tôi quyết luôn rồi. Nhưng mà sao tự nhiên lựa cái ngành gì mà toàn con trai học không vậy? Trời ơi, thì ngành nào con trai học được, con gái cũng học được chứ bộ. Mà đó giờ tôi thấy toàn là con trai mừng kỹ sư không à, giống anh Khải đó, chứ có bao giờ hả mà có cô kỹ sư đâu. Vậy thì tôi sẽ là cô kỹ sư đầu tiên của Xẻo Lát. Á, vậy á, tôi sẽ là bạn thân của cô kỹ sư đầu tiên của Xẻo Lát. Đúng rồi. Ủa, dạ chào chú hai. Ừ, hai đứa đi học về vui quá ha. Dạ. Tụi con đang nói chuyện á, tính chuyện lên thành phố để đi học với chú. Chú hai ơi, nó hả định mừng kỹ sư vô cái trường có nhiều năm nhi á chú. Có sao đâu, mình học cái ngành nào mình thích là được rồi. Con trai học được thì con gái học cũng được vậy, có gì đâu sợ. Đó, thấy chưa, chú nói giống tôi chưa. Còn con á. Dạ. Tính học ngành gì? Con hả? Con định mừng cô giáo, sau này con về Xẻo Lá dạy học. Vậy thì tốt quá rồi, đứa làm kỹ sư nông nghiệp, về dạy cho bà con trong xóm mình à, trồng lúa, trồng vườn, thấy không? Đứa thì dạy học. Dạ. Dạy cho mấy đứa nó học làm người. Dạ. Vậy là tốt quá rồi. Mấy đứa nít Xẻo Lá bây giờ nhìn lớn hết rồi, đứa nào cũng học hành tới nơi tới chốn, cũng có chí hướng làm ăn. Chú hai thấy chú hai vui quá. Dạ. Ủa mà chú hai tính đi đâu vậy? Thím hai sai chú hai đi qua kêu vợ chồng bãi cò qua ăn cơm. Lỗi vậy sao hả, chú hai không gọi điện cho nhanh? Nhà kế bên, lội bộ đi tập thể dục luôn. Nhưng mà anh thấy vậy mất công quá. Tụi mình còn nhỏ nên tụi mình ưa nhanh gọn lẹ, chứ người lớn á là người ta mong chậm rãi đi bền vững, đúng không chú hai? Đúng rồi, tụi con á cũng như cái mục măng mới mọc, thấy không? Còn chú hai á cũng như cây tre, tre tàn măng mọc mà. Rồi thôi, chào cô kỹ sư với cô giáo nha. Dạ, con chào cây kỹ già. Má ra nói cái chuyện bếp núc qua để cho má làm, con gái con đứa không có vô bếp được, dính lọ đầy tay rồi kìa. Má cứ nói vậy không mà, con gái mà không biết xuống bếp á, không biết nấu nướng sao được. Nhưng mà nhà mình hết gạo rồi đúng không má? Bậy nè, là má chưa kịp mua thôi. Má ơi, mai mốt á con đi học, con sẽ vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền, gửi tiền về cho má nha má. Không nha, cái chuyện kiếm tiền á là của má, cái việc của con á là phải ráng học hành cho tử tế, học cho giỏi. Lo xa quá à. Má mà cứ vậy là má chiều hư con đó. Má biết con gái má ngoan lắm, không có hư. Bữa nay má nấu món canh nè, ăn mát lắm. Vậy để con lặt rau phụ má nha má. Nghe lời má đi, đi ra sao học bài. Chú hai. Trời đất ơi, đây rồi nè. Dạ. Tụi bay đi đâu từ sớm vậy? Con đi lên trường có việc, con có cái này nè chú. Thôi, từ từ đi. Đi về nhà liền. Má tụi bay cuốc bận cho người ta bị trật chân té rồi kìa. Hả?
Con nói thiệt, trong cái xóm mình á, nhà bà Năm là cực khổ nhất. Chồng thì mất sớm, còn bà Năm á, mắc bệnh suốt à. Còn nuôi con bé Mơ nữa chứ, đang tuổi ăn tuổi học. Má thấy con Mơ cũng tội lắm con. Đi học thôi nha, mà cứ về nhà là lật đật chạy ra để coi chăm sóc ruộng. Tội con nhỏ. Mà má, ở bên nhà bà Năm á, có ai bệnh với bà chưa? Hàng xóm mình nó bệnh cũng đông lắm, nên má đợi con bé Mơ đi học về má mới chạy về nè. Vậy thôi giờ con về, con bẻ cho bà mớ cam tặng qua thăm bà luôn nha. Ừ, nhớ kêu bảy cò chở đi, hai vợ chồng con qua thăm lượt luôn. Dạ. Ừ. Má về ăn miếng cháo nha. Có kết quả thi đại học chưa con? Dạ, dạ chưa có. Chừng nào mới có? Dạ, con cũng chưa biết nữa. Mấy bữa nay á, má thấy mấy đứa nhỏ trong xóm á, nó rần rần à. Mà sao con không có kết quả? Dạ thì... chắc con không có đậu á má. Sao con không đậu được chứ? Dạ thì học tài thi phận mà má. Không, con gái của má không có dựa vô cái câu nói đó được. Coi sáng mai á, tranh thủ lên trường coi kết quả làm sao con. Mai, mai con kẹt rồi. Kẹt cái gì? Kẹt cái gì thì kẹt. Nghỉ một ngày á, má con của mình cũng đâu có chết đâu con. Cái việc học hành của con á là quan trọng nhất. Kỹ sư. Dạ, con chào chú Hai. Đâu về vậy? Dạ, con đi cắt cỏ cho chú Thắng ở trên sân địa. Vậy đó hả? Dạ. Mấy đứa trong xóm nó đi thi về có kết quả hết rồi đó. Tụi con thi hôm nay sao mà không nghe nói vậy cho vậy? Dạ, con rớt đại học rồi chú Hai. Trời đất ơi, 12 năm liền học sinh giỏi mà bây giờ thi rớt đại học là sao? Dạ thì con rớt thiệt rồi chú. Thôi cũng đừng buồn nữa, đi kiếm nghề khác học đi, vài ba năm ra trường có việc làm với người ta. Dạ thôi, chắc con không đi học nữa đâu. Ủa nói vậy là sao? Dạ thì con ở nhà con đi làm phụ má con. Trời đất ơi, nhiệm vụ của con là nhiệm vụ đi học chứ đâu phải đi làm thuê, làm mướn, làm ruộng, làm vườn. Đâu phải của con đâu. Nhưng mà bây giờ má con bị bệnh nằm liệt giường vậy, con không ở nhà thì ai chăm sóc cho má con? Nhiều khi con thấy con rớt đại học là hên đó chú. Quỷ thần ơi, rớt đại học mà hên? Tụi bay nói cái kiểu đó đó nghe, má bay nghe được á là nó buồn, tội nghiệp đó nghe. Thì chừng nào má con khỏe lại thì con đi học sau cũng được. Thôi con đi mần nha chú Hai. Trời Phật ơi, đi rớt đại học mà nó hên. Nhỏ này nó sao đâu mà. Ôi xa.
gì vậy? Cái gì mà tự nhiên ngồi cười mình ên vậy trời? Má ngồi đi. Hồi sáng á má, con thấy bé Mơ đi học, tự dưng con thấy vui vui thì sao á. Rồi mắc cái gì mà vui? Thì con nhớ lại con hồi xưa cũng y chang vậy nên con thấy vui vui. Giờ á đang làm vợ, làm mẹ rồi mà còn tơ tưởng cái thời học sinh nữa hả con? Giờ muốn quay lại cũng đâu có được đâu. Phải rồi, cái thời học sinh của bay á, làm tao với tía bay á lo một sốt vía luôn á. Má này, hình như là con bé Mơ á năm nay nó thi đại học phải không con? Dạ đúng rồi. Con nghĩ là con bé này nè, nó đậu đại học là cái chắc, mà phải là thủ khoa mới chịu nha. Kẹo ơi, vậy luôn á hả? Nó học giỏi lắm. Ôi, vậy á cả xóm mình á phải ăn mừng, chứ không phải là chuyện giỡn chơi đâu nghe. Bị nguyên cái xóm mình có một thủ khoa thôi mà. Mơ ơi, Mơ ơi, Mơ Hiền hả con? Dạ. Con chào thiếp. Con Mơ nó đi mận rồi. Ủa sao giờ này không chuẩn bị đồ gì hết vậy ta? Chuẩn bị cái gì? Dạ thì lên Sài Gòn. Sao lại lên Sài Gòn? Mà lên Sài Gòn chi? Dạ con Mơ nó không nói gì với thiếp hết hả? Nói là nói gì? Ờ con... Ừ bay, bay có kết quả thi đại học chưa? Dạ con có rồi. Được không? Dạ con đậu. Đậu rồi hả? Dạ. Mà sao con Mơ nó chưa có kết quả vậy con? Ờ, sao trường năm nay lâu dữ vậy? Vậy là có trường chưa có hả con? Hiền? Dạ. Sao con không nghe lời thím hỏi hả? Dạ thím ơi, bây giờ con có chút chuyện, con đi trước nha thím. Thưa thím con đi. À, cái con nhỏ này sao nó lắp bắp mà nó ngập ngừng dữ vậy ta? Tình anh như nước có sông dài, con nước về cho cây trái rô bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, con nước về ngày mùa đó. Ủa Mơ. Dạ. Má khỏe không con? Ừ, con cảm ơn cô, má con bớt rồi. Vậy mừng quá. Dạ cô Hồng ơi. Sao con? Cần tiền thuốc cho má hả? Hay thiếu gạo? Dạ con hỏi cô, cô có cần người phụ quán, người giúp việc không? À, con cần công việc để giúp má con. À, có chứ. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây đi con. Ngồi xuống đây rồi nói. Có. Cô ơi, vậy con làm được không cô? Ờ, được chứ. Nhưng mà hôm bữa con thi đại học á, có đậu không? Dạ con rớt rồi cô. Thấy chưa, hôm bữa cô thấy con đi thi mà có ăn chuối là cô nghi rồi. Cô tính nói mà cô không dám nói, cô sợ xui. Ai dè xui thiệt. Mai mốt á có đi thi lần nữa đó, đừng có ăn vậy nữa, ăn chè đậu đỏ đó. Ăn cái đó đậu liền nha. Nghe không? Sao đâu đừng lo. Như cô Hồng nè, có được học hành gì đâu, cũng có lớp 7 trường làng. Nhưng mà bây giờ cô Hồng cũng khỏe ra, cũng tự thân vận động rồi tự lập rồi mở quán, nuôi sống bản thân mình gần thoải mái nữa. Đâu có sao ha. Dạ. Rồi chừng nào làm cho cô nè? Dạ con làm được liền luôn á cô. Nói vậy chứ về nói với má bày tiếng đi, rồi qua đi làm, không gấp đâu. Nha. Mà cô ơi. Hả? Cô có thể cho con mượn đỡ một ký gạo trước không cô? Được, được chứ. Đợi cô một chút nha. Nha. Con. Dạ. Đem cái này về nấu cho má ăn, rồi trứng nè cho bác bồi dưỡng. Yeah. Dạ.
Con cảm ơn cô. Dạ. Thưa cô, con về. Ủa, dạ, chào chú hai. Ủa, đi đâu mà chạy hứ khơ hả vậy con? Dạ, thì con đi tìm con Mơ, có chút chuyện đó chú. Vậy đó hả? Dạ. Rồi thi cử bữa hổm sao rồi? Con hả? Dạ, con đậu. Thi đậu rồi hả? Dạ. Chú hai chúc mừng nha. Con cảm ơn chú hai. Giỏi quá ha. Dạ. Sao vậy chú? Thấy con á, mà chú hai tội nghiệp con Mơ. Hai đứa chơi chung hồi nào giờ, rồi học chung. Bây giờ con thì đậu, con Mơ thì thi rớt. Con có tìm cách an ủi nó nghe, để nó buồn tội nghiệp. Chú hai, sao chú nói Mơ thi rớt vậy chú hai? Thì chú mới gặp nó hôm qua nè, tội nghiệp nó buồn, rồi chú hai mới hỏi. Nó nói thi rớt. Chú hai ơi, con Mơ nó đậu kỹ sư nông nghiệp lận đó chú. Cái gì? Dạ. Con Mơ thi đậu kỹ sư nông nghiệp? Dạ thiệt. Ủa sao nó nói chú hai là nó thi rớt? Dạ con cũng không biết nữa. Nên bây giờ hả con mới đi tìm nó để hỏi nó nè chú. Ừ đi tìm nó đi, hỏi kỹ coi. Chào chú hai con đi. Tại sao vậy Mơ? Tại sao con đậu đại học mà con nói con rớt hả? Con xin lỗi má. Tại sao vậy hả? Tại sao con giấu má? Tại sao con không muốn đi học đại học? Má bệnh, con bỏ má một mình ở đây con không có yên tâm. Gãy cái chân á thì chừng mấy tháng là nó lành, còn nếu không á thì tao làm cái nạn tao đi cũng được mà. Bây giờ con chỉ muốn kiếm tiền thôi. Cái chuyện kiếm tiền á là của má chứ không phải của con. Mà má, đi học đại học tốn kém nhiều tiền lắm má ơi. Tiền năm cơm gạo á má sẽ lo má gửi lên cho con được mà. Không được, con muốn làm vậy được má ơi. Con phải đi học, con phải nghe lời má. Má, má. Hiền ơi, Hiền ơi, ơi má, tôi cũng đậu nè. Tôi cũng đậu nữa. Vậy bây giờ hai đứa mình cùng nhau lên Sài Gòn học nha. Ê, gọi bà Tính lên chỉnh, mừng thêm gì vậy? Thì tụi mình kiếm quán cà phê nào đó làm phục vụ. Gọi Tính mừng buổi sáng hay mừng buổi chiều? Thì bữa nào mình đi học buổi sáng thì mình làm chiều, bữa nào đi học buổi chiều thì làm sáng. Á, à, lỡ học nguyên ngày rồi sao? Thì còn cả tối mà. Thôi, tôi thấy nguy hiểm lắm. Anh hai tôi nói hả, không nên mừng đêm. Vậy tụi mình kiếm cái quán nào ở gần chỗ mình ở làm được không? Được. Còn sợ nữa thì hai đứa mình sẽ cùng nhau đi học võ. Bây giờ con gái cũng cần võ để mà tự vệ mà. Được á. Bà học võ, tôi sẽ học thêm đờn ca. Chúc mừng cô kỹ sư Mơ. Chúc mừng cô giáo Hiền. Vậy ăn mừng. Chúc mừng. Chúc mừng. Báo cho ba mẹ biết. Mơ. Mơ. Dạ.
con chào chú Hai. Làm gì mà ngồi đây một mình thơ thẩn vậy? Con... Chú Hai biết con thi đậu đại học rồi đó. Nhưng mà con không có đi học được. Bác sĩ nói là má con rất là khó hồi phục. Giờ con mà đi học không có ai chăm sóc cho má con hết. Má bị từ hồi xưa tới giờ có cái khó khăn nào mà nó không vượt qua đâu. Con cứ đi học đi. Má con còn có bà con chòm xóm, có chú Hai thím Hai tới lui thăm nom đồ nữa. Má con vất vả cực khổ, đi làm có tiền cũng vì lo cho tụi con đi học. Bây giờ học gần tới nơi tới chốn rồi, gần hai trái rồi, bây bỏ ngang vậy sao được. Nhưng mà con cũng không có tiền. Giờ con sợ con không thể vừa phụ má con chữa bệnh vừa lo cho chuyện học được, cho nên con... Đây nè, cầm đi. Này là gì hả chú Hai? Tiền đó. Tiền để cho con đóng học phí, để trang trải mấy tháng đầu nhập học đó. Chú Hai, thím Hai kêu đem qua cho con đó. Đi học đi, chừng nào có công ăn việc làm á, có tiền thì trả lại cho chú Hai. Chú Hai đã báo với quỹ ban rồi, người ta ghi tên con vô cái quỹ hiếu học, ta hỗ trợ cho con 4 năm đi học đại học. Con cảm ơn chú Hai. Còn cái chuyện gạo thóc á, để chú Hai nói thằng Tám nó đưa lên cho. Ở đây là cái kho gạo, không lẽ nuôi tụi bé học không nổi hay sao? Học để thay đổi số phận, để vươn lên khỏi sình lầy. Học để mang kiến thức về xây dựng quê hương, xây dựng gia đình mình. Dạ. Thím, con. Má con mần mấy cái món mà con thích lắm á, để dành ăn dần, má để sẵn ở trong này nè. Dạ. Lên trển á, cố gắng giữ sức khỏe, học hành đàng hoàng nha con. Dạ, con biết rồi. Má cũng giữ gìn sức khỏe, má đừng có làm quá sức. Con lên trên đó con sẽ vừa học vừa làm, nên má đừng lo. Má biết con của má bản lãnh, má không có ngại. Má chỉ sợ là con học hành vất vả rồi còn phải học thêm nữa, rồi sức đâu mà con học. Má đừng lo, con lo được mà. Con phải nhớ á, con được tiếp tục đi học á, là cũng nhờ vào công lao giúp sức của hàng xóm láng giềng của mình. Nhất định con không được phụ lòng họ nha con. Dạ, con hứa với má. Ừ, thôi hai đứa đi đi để trễ đó. Dạ, con chào thím. Chào con. Nè, hai chị em lên trển nhớ chăm sóc lẫn nhau nghe không? Dạ, con biết rồi. Con đi với má. Đi. Cô lại đi đâu nữa? Dạ, con định đi ra ngoài chút xíu má. Đi ra ngoài làm chi vậy? Sao tối ngày cô kiếm cớ đi ra ngoài cô mới chán à? Ngày nào cô đi cô không mới nghe chán hay sao hả? Tại ở nhà bí bách quá, con định đi ra ngoài chút cho nó thoáng. Trời đất ơi, nhà như vậy, rộng lớn vậy bí bách hả? Phải rồi, chồng cô thì tối ngày lên thành phố, cấm đầu cấm mặt vào đường, đi làm, kiếm tiền, nuôi mẹ con cô. Ăn sung mặc sướng quá. Đúng rồi, kiếm cớ đi ra ngoài cặp bồ cặp bịch đi. Cô đi với ai, cô hẹn với ai? Dạ không có đâu má, con chỉ đi ra ngoài á cho nó thoáng thôi à. Cô tính qua mặt thằng Hoài đúng không? Con xin lỗi má. Trời đất ơi, cái thứ con dâu á, nói một nó cãi mười à. Không biết là nó mẹ chồng tôi hay tôi mẹ chồng nó đây hả trời. Ê ê ê, quê hương mình thấy đẹp quá mày. Ừ. Cảnh vật thanh bình, dòng sông êm ả. Ừ. Lâu rồi Lít với Tèo mới có cơ hội ngồi câu cá với nhau. Chuyện gì nghe nổi da gà mày? Thì mày nói quê hương thanh bình yên ả thì tao cũng phải nói theo cái kiểu yên ả chứ. Ủa, ghê quá mày ơi. Yên ả quá không có cá cũng hơi buồn nghe mày. Gì vậy? Rồi luôn, giật cho có không khí mà cây đàn câu gãy luôn. Đổi 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 đổi. Thank you.
Bà lên, bà lên. Kêu được rồi, dỗ 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 dỗ. Ai kìa? Ai? Rồi, một cô gái với một mái tóc dài. Này em gì ơi, sao ngồi buồn hiu, quay lại đây em ơi. Gì? Em gì mà em, tao thấy cũng lớn lớn rồi đó. Chị, ngồi xích xích vô coi chừng lọt xuống mé nha. Đúng rồi, cái tướng của chị mập quá, té xuống động nước cá chạy hết chị ơi. Vô duyên. Vô duyên thiệt. Tao tưởng đâu đây chỉ là địa bàn của những trai làng chưa vợ tụi mình ngồi cắm câu thôi chứ. Nè, cà phê nè. Ủa, mọi khi giờ này mình đi câu cá, sao giờ ngồi đây vậy? Mấy này có câu được gì đâu. Hết cá luôn rồi hả? Cô nghĩ sao xong mà hết cá? Tại chỗ tụi con câu á, mấy này có chị đó cứ tới ngồi hoài, đâu câu được đâu. Ồ, anh hai. Vậy tụi bay đi câu gái hả? Anh, y như cũ hen. Không, hôm nay chuyển hướng rồi, uống cam giác. Ok, đợi em chút. Tao nói gì đúng không? Không, chật đất kìa chú hai. Gái đâu câu chú này thiệt à. Sao nãy mày nói á, có cái chị ngồi kế bên này hoài đó. Thì có gái, mà gái này là gái lớn rồi, chứ đâu phải gái cỡ tụi con đâu. Mà lạ lắm nghe chú hai. Sao? Mấy ngày đều như vậy. Hồn hết vía, hết thằng. Trời Phật ơi, hết hồn hết vía. Làm tướng như ma. Giờ mới mặt này y như con ma mặt thẹo luôn. Ma đâu, con là người, vừa tới kịp để làm nhân chứng. Mà chú hai, chú hai thấy lạ không? Khả nghi không? Lạ làm sao? Thấy lạ khả nghi sao không biết hỏi. Không biết nói hả, cô từ đâu đến, cô đến đây làm gì? Cô nghĩ sao vậy? Cô nghĩ sao thấy khả nghi gì mà con không hỏi hả? Cứ mỗi lần con tới hỏi là mất tiêu. Biến mất luôn. Có không chân không? Là đi mất tiêu á. Mà hả nè, nhìn y như người vô hồn vậy á. Lạ lắm. Sao rồi? Mệt quá. Có chuyện gì không? Có. Bà có gặp không? Có gặp. Mà nhìn hình như cũng không được bình thường. Tụi bà có hỏi được gì không? Không, hỏi mà không có nói. Không biết gia đình nhà cửa ở đâu luôn á. Rồi bà có kêu cổ đi về không? Có, nhưng mà không có chịu. Tôi biểu á, đi về. Rồi biểu lên cho con Tèo chở về mà không chịu, cứ ngồi đó à. Trời đất ơi, ngồi một mình đó lỡ xảy ra chuyện gì rồi sao? Rồi bà có biết con cái nhà ai không? Hỏi có chịu nói đâu mà biết con cái nhà ai. Mà hình như á, tôi thấy cổ hình như mới sanh đâu. Cái gì? Đói bụng quá Tèo ơi, chạy nhanh lên đi Tèo ơi. Nhanh lên, đói bụng quá. Chị Trâm, chị Trâm, chị Trâm, chị Trâm. Ôi trời ơi, trời ơi, hai đứa bay tính đụng nữa hay sao chạy dữ vậy? Trời ơi, hên quá gặp chị đây. Thì chưa nắng nhan trang, hai đứa đi đâu đây? Trời ơi, có công chuyện đi kiếm chị nè. Kiếm chị làm chi? Nãy em qua nhà kiếm chị mà không có chị ở nhà, có hai đứa nhỏ hả? Chị đi chợ. Dạ. Kiếm chuyện gì? Ba Lít hả? Làm việc
Ừ. Làm gì? Đưa hình cho chị Chảm coi. À. Nè chị, Biết ai không? Hình này bé chụp đấy hả? Dạ. Wow. Nét dữ ha. Dạ. Nét cái tóc á, tao có thấy gì đâu. Thánh thần ơi, tao chụp hai tấm cho bộ. Đây nè, để em zoom out lại cho chị luôn. À. Nhìn quen quen nè. Ồ, quen đi chị. Chị gắng nhớ quen giùm em nha. Chưa sáng ngày em đi 3-4 sớm kiếm chị này rồi. Cực quá. Đói bụng nữa. Bé Ngân. Biết luôn hả? Ủa, Ngân nè. Chị quen chị này. Trời ơi, quen không quen. Chị, cái chị này chỉ... chỉ sao sao á, không được bình thường. Chị biết rồi. Chị Chậm nè, nhà xóm Gao á, nhớ không? Dạ, chị Chậm. Chị mà hay cho em chuối sứ với lại rau lan ăn cho lợi sữa đúng không? Ủa? Em cũng ráng ăn dữ lắm. Nhưng mà không biết tại sao á, em lại không có lợi sữa cho em bé. Vậy chắc là do em căng thẳng, lo lắng quá đúng không? Chị biết á, là giờ này em hay ra đây mà ngại nên không dám lại bắt chuyện. À, thôi lỡ bữa nay rồi, có chuyện gì tâm sự chị nghe đi. Chắc nguyên cái xóm này chỉ có mỗi mình chị Chậm là biết em buồn. Đâu có, nguyên cái xóm... Ý chị là có chuyện gì buồn sao không kể cho anh Hoài nghe? Rồi má chồng cưng sao? Vậy luôn hả? Ừ. Ôi, vậy là cái nhiệm vụ của bác hai giao cho tao với mày đã hoàn thành được 50% rồi. Ừ. Ừ, giờ hoàn thành 50% rồi phải không? Dạ. Vậy thôi, thì hai đứa về đi, về báo tin cho bác hai đi. Rồi để bữa nào chị rảnh á, chị qua chị coi làm sao ha. Dạ. Về nấu thôi. Gì bữa nào đi liền đi chị cho hoàn thành 100% nhiệm vụ luôn. Để chở chị qua bến luôn. Đúng rồi, chị lên đi. Thôi đi nấu cơm mà. Đưa ba lít về nấu cơm cho hai đứa nhỏ. À đúng rồi chị lên đi chị. Đúng rồi. Đây nè. Từ từ đó trời ơi là trời. Thánh thần ơi, cái nhà bự dữ chị. Ủa, cũng hơi là gần, phải mấy cây số chắc chết quá. Mày chạy bộ theo hả? Thần ơi, chứ để mày chở chị Chậm lại đây, rồi mày lập công với bác hai hả? Ê thằng kia. Dạ. Mày lập công với bác hai sao mày không lo mày lập công với tao nè? Lập công gì? Mày nói mày về mày nấu cơm con ăn mà. Bây giờ mình giúp người quan trọng, ăn uống tính sao chị? Quỷ hay đứa bay vậy? Ghen này ghen. Trời ơi. Anh Hoài. Tao nói với mày. Hoài ơi. Ơi. Ngoài ra, anh ngoài ra. Dạ, ngoài. Ủa, Chậm. Ngăn có nhà anh hả? Có. Mời mấy đứa vô nhà chơi. Dạ. Cảm ơn anh. Ơi. Chạy đi vô. Chạy xe. Trời ơi. Chiếc xe mày để tới chiều không ai lấy nữa. Đợi anh, đợi. Rồi. Nè, uống nước đi. À, dạ. Ủa, mà cái nhà bự vậy mà có hai chồng anh ở hả? Ở đây có bà nội lo. À, dạ. Ủa anh, sao nãy giờ nói chuyện á mà không thấy vợ anh đâu hết vậy? Vợ anh đang ở trong phòng cho con ăn. Mà tụi em cần không? Anh kêu cân ra. À, dạ thôi. Anh, em qua đây á, em có chuyện. Anh Hoài. Buồn chị Ngân chơi ở nhà 24/24 luôn hả? Thì ở nhà chứ ở đâu? Dạ không phải. Khi mà chị ở nhà, anh có thấy chị có những cái biểu hiện nào mà bất thường hay không? Không. Anh Hoài. Dạ, anh Hoài. Ui da. Không có gì. Đau cổ quá. Nghĩ vô họng tôi luôn đi. À nói đi chị. Nè, mấy đứa có chuyện gì mà tập trung hỏi về vợ anh không vậy? 10 giờ. Ngoài. Bây giờ mấy em nói thẳng luôn nha. Ừ. Anh vô trong phòng á, coi có vợ anh chổng không? Mà chuyện gì?
Thì anh chịu khó vô trong trỏng coi giùm tụi em đi nha. Được rồi. Thiếm Hai! Sao rồi? Tình hình sao? Sau một buổi sáng chạy vòng vo Tam Quốc 80 bận luôn, cuối cùng con đã gặp được một quý nhân. Đó là... Ai? Là... Gặp được nó chưa? Chị Chậm. Nói nhanh, chờ nãy giờ cuối cùng con Chậm. Thôi mày làm ơn mày bỏ qua hết qua mấy bước kia đi. Mày nói thẳng vô vấn đề đi. Mày đã tìm được con nhỏ đó chưa? Có. Tìm được luôn. Nhiệm vụ của chú thím tổ phó giao tèo đâu thế nào về tay không được. Cái chị đó he. Chị... Chết rồi tụi em ơi. Dạ. Con anh đang ngủ mà không thấy vợ anh đâu hết á. Tới giờ luôn rồi đó chị. Vợ gì? Tôi nghĩ chắc con Ngân á, nó bị chứng trầm cảm sau sinh đó ông. Trời đất ơi, cái chuyện này sao tôi biết, bà nói. Vợ bị mà có biết gì đâu. Đó, chồng con Ngân cũng vậy đó. Cũng nghĩ là vợ mình bình thường. Mà bình thường kiểu gì mà tao nói ngày nào nó cũng ra bờ sông nó ngồi. Rồi nó khóc, nó buồn. Cũng may là nó chưa nhảy xuống à. Coi kỹ, dù ra bờ sông bà có nghe bài ca ta dùng cổ nào. Ra bờ sông em hẹn với anh. Tào lao à? Vậy mà không có chọt vô được. Phụ nữ sau sinh á, rất là nhạy cảm. Mà nhất là sinh con đầu lòng á, nghe không? Ta nói cái suy nghĩ á, dễ bi quan lắm. Thấy mình lạc lõng, rồi cô độc, dễ bị tổn thương lắm. Đó. Mà huống hồ chi con Ngân nó là dân thành phố, ở về làm dâu xứ này. Mà lấy chồng, chồng cũng vô tâm, không biết chăm sóc. Nó không bị mới lạ đó. Mấy bà tôi thấy lù bù quá. Mà sanh con ra thì lo cho con nuôi nấng đi. Hoàn cảnh nào thì tính theo hoàn cảnh đó. Suy nghĩ bằng cái tàu lao tùm lum tà la rồi làm phiền tới người khác người ta không à? Không? Thì ai muốn đâu? Suy nghĩ gì? Tự nhiên nó nghĩ vậy thôi chứ ai mà muốn. Không ai mà tự nhiên á. Ông không biết gì hết trơn. Đó, ông có coi TV không? Ông thấy TV không? Đó, phụ nữ sau sinh á, tự tử nhóc hết kìa. Sanh xong á, vừa mệt, vừa đau. Đó, mà không được quan tâm thì buồn, buồn rồi nghĩ quẩn. Bà nói cũng có lý. Cũng may là hồi đó đẻ sao nhú, bà cũng có làm gì bậy đó. Cũng có mệt tôi nữa. Cũng được cái vợ ông có thần kinh thép nên không có đến nỗi. Vợ ông thép đâu? Chứ không phải tôi á. Cơm dân nước rót bưng vô tới giường đút cho bà ăn luôn. Bà con dòng họ của tôi kéo tới thăm bà rần rần. Cha người ta còn muốn gì nữa. Thì tôi cũng hên được chồng yêu thương, được gia đình chồng chăm sóc. Nó dùng từ hên hả? Nhưng mà tôi đang nói là nói Ngân kìa. Thấy tội nó quá. Anh không ngờ sự tình đã đang nóng nổi như vậy. Thôi, cũng hên là mình phát hiện sớm, phải không? Tình trạng của vợ anh á chỉ mới bị nhẹ thôi. Mà bây giờ mình phải làm gì hả chồng? Thì anh đưa vợ anh đi bác sĩ cho họ kiểm tra coi làm sao. Mà nhớ, đừng có lơ là vợ mình nữa. Phải quan tâm cho kỹ vô, không? Nhưng mà anh không biết cách trò chuyện với vợ anh. Trời ơi, có gì đâu. Thì anh có sao anh nói vậy thôi, đúng không?
chủ yếu á là mình quan tâm tới vợ mình đó. Thôi bây giờ em đi về hen, rồi có gì á cứ nói với em hen. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Dạ không có gì đâu, về ha. Dạ. Dạ cô Trầm ở xóm trên đó má. À, có chuyện gì mà cô tới tận đây vậy? Má, má cho con hỏi là má ở nhà với vợ con á, má có thấy điều gì lạ không má? Điều gì lạ? Trời, ăn ngủ bình thường, có chuyện gì đâu. Nhưng má ở nhà má có trò chuyện với vợ con không? Tôi á, sức như vậy rồi, hầu con anh, hầu vợ anh, còn hơi sức đâu mà thời gian để mà nói chuyện nữa. Má, sao má gắt gỏng với vợ con quá vậy? Vợ anh á, tôi đâu có dám. Sao má lại nói vậy? Tôi nói cho anh hay nè, anh đội vợ anh lên đầu dừa thôi, có ngày á, anh hối hận đó. Là sao má? Những cái ngày mà anh không ở nhà, vợ anh cũng tối ngày đi ra ngoài đường. Đi đâu, làm gì với ai, tôi đâu có biết. Má hiểu sai vợ con rồi. Vợ con đang bị trầm cảm. Hiểu sai, trầm cảm. Trời ơi, những cái đứa mà học sinh á, sinh viên á, bị ép học, nó mới trầm cảm. Còn ngày xưa, tôi sanh anh ra, có ai bưng bê cho tôi chén cơm, chén nước nào đâu mà tôi trầm cảm. Tôi biết trầm cảm là cái gì. Má, má, anh nấu cháo xong hết rồi nè, em ăn miếng cháo đi cho khỏe. Thôi để em tự ăn cho. Rồi. Anh, hay anh đi lên trên phòng nghỉ xíu đi, rồi ngày mai á anh còn phải đi lên Sài Gòn nữa. Em. Hay anh đưa em với con lên Sài Gòn sống với anh nha. Đâu có được, lên trên đó anh cũng đi làm suốt ngày à, rồi hai mẹ con em ở trong nhà một mình buồn lắm. Hay em về bên ngoài đi. Thuyền thì theo lái, gái thì phải theo chồng. Với lại huống hồ gì ở đây còn má nữa. Nhưng mà anh thấy... Anh yên tâm đi, em khỏe rồi. Em hứa với anh là bắt đầu từ bây giờ em sẽ không đi đâu một mình nữa. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh có lỗi gì đâu mà sao cứ xin lỗi em hoài vậy. Em nói với anh rồi là em không có giận gì má hết á. Em nói thiệt hả? Chứ anh không nhớ, anh hay kể cho em nghe là hồi còn trẻ má khổ rất là nhiều, cho nên bây giờ má hơi khó tánh một chút xíu, chứ má có bao giờ hớt hủi em đâu, đúng không? Anh cảm ơn em nhiều lắm. Mệt quá à, vợ chồng mà cứ cảm ơn nhau hoài à. Thôi, em ăn hết tô cháo đi rồi anh lên nghỉ. Dạ thưa má. Cô tính đi đâu nữa đây? Dạ con đâu có định đi đâu đâu. Con định ra đây á là để con phụ má. Má vô trong phòng nghỉ đi, để con làm cho. Cô có ý định gì nữa hả? Con đâu có ý định gì đâu má. Con xin lỗi má, là tại hổm rày á con cứ đi hoài à, không có phụ má gì hết trơn á. Má ơi, hay là bây giờ á ở nhà có công chuyện gì á, má cứ việc đưa cho con, dạy con để con làm cho nha má. Ừ. Má đi vô nhà nghỉ đi, để con làm cho. Thôi, em với má vô trong nghỉ đi. Mọi chuyện ở nhà này để anh lo hết. Đưa đây.
Nhưng mà... Má, con xin lỗi đã làm cho má buồn. Má với vợ con á là hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời con, cho nên con phải chăm sóc hai người cho thật tốt. Dạ, con cũng xin lỗi má. Con á là phận dâu con mà chưa có ngày nào chăm sóc má đàng hoàng hết. Giờ sau khi vợ con nghỉ sanh xong á, vợ chồng con sẽ rước má lên Sài Gòn sống với tụi con, để vợ chồng con tiện mà chăm sóc má. Vậy tụi bé đừng bỏ má nha. Ngân à, má xin lỗi con. Tại cuộc đời má đã từng khổ nhiều rồi, tuổi thân quá nên má mới áp đặt vô con. Đáng lẽ ra má không nên làm như vậy. Làm sao mà tụi con bỏ má được? Yêu làm gì cho anh ăn đó? Wow. Hôm nay em làm toàn mấy món anh thích không luôn á. Chỉ có vợ anh là mới hiểu ý anh thôi. Em. Đồ ăn nó đơn giản mà sao qua bàn tay của em nó hấp dẫn dễ sợ luôn nghe. Nịnh quá ông ơi. Vợ anh làm món nào cũng ngon hết. Nè, con món trứng anh thích đó anh ăn đi. Đặt đèn bắt cho. À, cảm ơn vợ nè. Ăn từ từ thôi, không có ngốn đâu đó. Ngon quá. Mấy bữa nay á, em không có bị mắc ói. Chắc em không có bị ốm ngán á. Vậy đỡ, chị em phải ăn nhiều vô, tranh thủ ăn nhiều vô nha. Đó, ăn thêm miếng nè. Dạ, tía mới qua. Đâu đây? Dạ, qua chơi. Ủa, tía ở đâu gấp như vậy? Đi qua dọn ba cái phòng phụ với má mày nè. Ủa, thằng Tám đâu tía? Trời đất ơi, nó đi quay phim mấy ngày nay có thấy mặt mày gì đâu. Thôi vậy để vợ chồng con qua đây phụ tía má nha. Thôi 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 khỏi đi. Mày á, vườn ruộng rồi vợ con tùm lum tà la, thời gian đâu làm ba cái chuyện này. Tía nói phải đó, con ở nhà chăm vợ con đi, không cần qua phụ đâu. Dạ bên nhà vợ chồng con lo được mà tía má. Nói mới nhớ, con nhái nó có thai nay cũng là hơn 3-4 tuần rồi hen. Dạ. Mà sao má không thấy nó ngán lại? Dạ con cũng thấy vậy á. Bà mà có bầu một cái rồi đó, bà ốm ngán á, bà hành hạ người ta, thứ đều muốn chết. Có 3 lần chứ nhiêu. Trời đất ơi, theo bà đó, bà muốn cỡ chừng mấy lần mới vừa sức bà. 3 lần không á, tôi cũng muốn cong lưng đây nè. Ủa tiếc, bộ ơi, vợ bị ốm ngán cực lắm hả tiếc? Trời đất ơi, người ta đó thì đơn giản thôi, còn má mày dữ lắm, bởi vì bà đâu phải người phạm. Vậy chứ má con ở đâu? Ở trển xuống đó, có một bà đó. Trời đất ơi, mày thấy bà hành tao một cái đó nghe. Một ngày đó bà ói cái chừng 20 lần rồi đó. Hốt muốn chết. Bắt tao làm ngựa nữa mày. Trời đất ơi, bắt tao làm ngựa cỡ vòng nhà chơi vậy đó. Rồi hết ngựa xong rồi làm bò, rồi làm trâu, bà làm bắt tao làm đủ thứ con đó. 12 con giáp tao làm hết trơn á. Ủa chứ không phải bị ốm ngán là bỏ ăn hay là ói thôi, chứ có vụ làm trâu rồi làm bò làm ngựa gì hết tiếc. Trời đất ơi, thôi má mày nó coi như đủ thứ chuyện trên đời, thấy không? Làm trâu làm bò rồi bỏ ăn bỏ uống rồi kiếm chuyện, mày thấy nội kiếm chuyện không là mày đã chịu không nổi rồi. Không ăn ngang mặt mày giết rồi nó xanh dờn xanh nẻo dùm thấy ghê lắm, sợ ma lắm. Chị à, tía chúc mừng con đi, tại vì vợ con không có bị ốm nghiến.
Từ từ, vài ba tháng kìa mày mới thấy cái sự khổ sở của cái thân liệu yếu của mày. Cái này chắc tí nói quá, ống ngán thôi mà làm dữ vậy tiếp. Tí ăn thử đi. Cô Hồng mới cho. Giò. Trời ơi. Làm gì chui mà chui vậy? Trời ơi nhái ơi nhái. Mày ăn uống cái kiểu gì đó nhái? Có bầu có bì mà ăn uống kiểu gì kỳ vậy? Tại nó thèm nó ăn chứ có gì đâu mà ông ăn có miếng xoài mà ông làm gì thấy ghê vậy trời. Bà, cái xoài này nó còn xanh nè, thấy không? Cứng nhắc cứng còng mà. Mà nó là axit trong nữa, ăn vô đi một lát rồi nó cào ruột, rồi ảnh hưởng đứa nhỏ tao mà coi. Thôi đi. Nó có thai. Nó thèm. Lâu lâu nó thèm nó mới ăn một lần. Chứ đâu phải nó ăn hàng ngày đâu mà ông lo xa mà ông nói gì bị cái này bị cái kia có gì đâu. Tôi nói nghe đó là cho nó ăn đi ha. Cho nó ăn đi rồi có gì rồi đừng có đổ thừa à. Thôi con không ăn nữa, tí má đừng gây nhau nữa. Lâu lâu hôm qua cô ăn có một lần, tí cũng la con. Thôi đi về. Đó. Má ăn về nha má. Tôi thường tôi mới nói, có giọng nha. Trời ơi con gái nữa gì mới nói con câu có dừng lẫy gì luôn hả? Đó, tại ông á, nhỏ có thai nhỏ thèm. Thèm nó mới ăn. Ăn được có mấy miếng rồi tự nhiên ông trận họng rồi nó giận nó bỏ đi về hết chưa? Tự nhiên nó quả của tôi vậy. Tôi cũng vì thương con thương cháu. Tôi mới nói chứ tôi ghét bỏ gì ở đâu à. Lợp viên mắt liếc tôi giống như dao cạo. Ngoại. Hả? Cái bùn chuối mà hôm bữa con cắt á, chín rồi nè. Bùn này ngon hơn bùn trước luôn á. Trái nó tròn hơn. Dạ. Thưa ngoại con mới qua. Con mới qua hả bãi cò? Ngồi xuống chơi con. Dạ. Ăn gì mua cái giò heo bự chà bá à? Tự nhiên thèm giò heo hầm với đu đủ. Sẵn nấu vậy á, bồi bổ vợ luôn. Cho vợ thấy tình cảm vợ chồng nó ngọt ngào. Nè bé cò, nghe ngoại dặn nè, con có hầm giò heo đu đủ cho con nhái nó ăn thì con phải mua đu đủ hường, người ta gọi là đu đủ mỏ dịch đó, biết không? Chứ con đừng có mua đu đủ xanh mà hầm cho nó ăn là tiêu luôn đó. Sao tiêu ngoại? Thì không có thằng cò con chứ sao. Trời, gì dữ vậy luôn hả? Với lại ngoại dặn nè, con cho con nhái ăn cái gì á thì cũng phải cẩn thận. Người có thai á thì phải cho nó ăn chín uống sôi. Con không có cho con nhái ăn mấy cái đồ nướng, đồ tái gọi là đồ sống đó, không có tốt đâu, nghe chưa? Cái vụ này ngoại yên tâm đi. Vợ con á cái gì ăn cũng được hết trơn á. Mà đặc biệt nha, thích nhất là cái món đồ nướng ha. Thôi mẹ ơi, đâu có được. Ông bà già xưa mình dặn cái gì á là phải có lý do hả ngoại? Đúng rồi đó con. Nhiều khi con nhái nó ăn được mấy cái đó mà mấy đó nó không tốt cho em bé là sao? Phải cử. Người có thai á không phải là muốn ăn cái gì là ăn, muốn uống cái gì là uống, phải cử chứ. Đây. Cầm nước gì chưa? Hôm nay làm gì cho anh ăn đây? Lắc đầu là sao? Em chưa có nấu. Sao giờ này em chưa nấu cơm nữa là sao? Em bị ngán rồi. Ngán hả? Thôi được rồi, để anh làm cho. Ngồi nghỉ đi. Nấu cái cơm đi em. Ừ.
vậy? Anh, mùi gạo ghê quá à. Trời, hôm nay mùi gạo cũng thấy ghê nữa hả? Mùi gạo, rồi mùi dầu, rồi mùi cá nữa. Mày sao? Con vợ con. Bị cái gì? Cái gì con nhái bị gì? Đã bị ống nghén. Ôi trời đất ơi, thằng hết hồn. Làm hết hồn hết vía tưởng bị gì. Rồi có bị gì nữa không? Dạ bị qua giờ không ăn gì hết. Không ăn gì hết hả? Chết cha, vậy đâu có được. Vậy con kiếm cái gì nhẹ nhẹ cho nó ăn. Dạ mà cái gì nhẹ nhẹ má? Ăn cái gì nó nhẹ nhẹ không? Dạ cái gì nhẹ nhẹ tía. Nhẹ chỉ có bông gòn thôi chứ có gì đâu nhẹ. Bông gòn. Ủa bông gòn ăn được hả má? Mày khùng quá đi. Vợ ấm nghén rồi riết rồi rối. Bông gòn sao ăn? Ông chọc mày đó. Tía, đang vậy thì tía còn giỡn với con được nữa. Đang gấp mừng cứ chọc nó không à? Ăn gì? Trời ơi, mày về mày bắt con gà mày mần đi. Rồi mày hầm mày bỏ ba cái táo đỏ với đậu phộng vô hầm cho nó mềm mày cho nó ăn. Dạ. Đi làm liền đi con. Mà quên nữa. Gì vậy? Gà lớn hay gà nhỏ tía? Dạ nhỏ gì thôi cho nó mau mềm. Dạ, thưa tía bán gì vậy? Uống luôn nước nha. Dạ. Nhớ bỏ xương á. Dạ. Thằng vợ ấm ngán nó mà làm rộn hết trơn à. Ủa, mà sao nó qua nó không hỏi tôi mà nó hỏi ông? Ủa, hồi đó tôi chăm bà hay bà chăm tôi? Cái gì? Mệt mà quá trời bà Tư ơi. Bà đi vô đi cho tôi yên, tôi bình dụng các bà ở đây rồi hồi bà hỏi chuyện rồi tôi mất công. Ê, cháu tới đây, cháu đây. Cháu tình yêu tới. Em. Hả? Ăn cháo đi. Cháo anh nấu quá. Thôi. Đi ra, đem đi ra. Không ăn đâu. Thôi em ăn miếng đi, dù gì ăn miếng không để cho em có chất dưỡng hay là con cò con nó hấp thụ được chứ. Em nó nói em không ăn mà ăn kém em hoài vậy. Thôi năn nỉ mà ăn giùm miếng đi, công anh nãy giờ anh nấu, ăn cho anh vui ha. Em đã nói là em không có ăn. Em sao vậy? Anh mới bị sao á, thử anh có bầu đi rồi anh biết. Nó nói không ăn là mà cứ ép hoài. Vợ con thay đổi 360 độ luôn á tía má. Khi không á, vợ con nổi quạo con, đã vậy còn giận lẫy con nữa. Con còn thấy ha, tự nhiên la hàng cốc vô cớ nữa. Thì phụ nữ đang mang thai cho nên á, tâm sinh lý nó thay đổi thất thường lắm. Con ráng chiều vợ chút đi. Vợ con á, giống như là một người khác chứ không phải là hai nhái nữa. Thôi ráng chịu đi. 9 tháng 10 ngày chứ nhiêu đâu, được tháng 10 ngày rồi. Còn 8 tháng nữa. Ráng chịu, ráng lo đi. Đúng rồi đó. Ma thấy con nhái á, Nó cũng yếu lắm đó con. Ôm ngán gì, ăn ói hết trơn à. Thôi con chịu khó, chiều vợ một chút, chăm sóc nó kỹ một chút. Dạ. Ma thấy đó. Anh lúc nào cũng vậy hết á, cũng đi tìm mấy cái món mới, món bổ cho con ăn. Mà cũng biết con ăn hoài à. Riêng là con ăn không nổi luôn. Trời ơi, thì tại nó thương bay, thì nó muốn làm những cái món lạ lạ cho con, cho bay ăn, không có ngán đâu mà. Mà đừng có bên ảnh nữa, anh không có hiểu tâm lý của con. Chứ bay muốn nó phải làm sao nữa. Còn nữa, ảnh cứ đi làm hoài má,
anh để con ở nhà ăn mình vậy á? Thôi thì có công có chuyện nó đi làm, chứ con muốn ở nhà làm gì? Nhưng mà con đang mang thai mà, anh phải ở nhà với con, phụ con với má, đâu thể nào đi làm suốt được. Rồi chở con đi mua đồ cho em bé nữa chứ. Con ơi, cái chuyện đồ em bé từ từ, chưa cần thiết mà. Con làm sao vậy? Sao vậy nhái? Má ơi, về ở với má nha má. Trời ơi, đâu có được nè. Nhưng mà má, con không ở chồng con nữa đâu. Trời ơi, nó tầm bậy. Có chồng thì phải ở với chồng chứ, sao đòi ở với má? Muốn nhớ tía má luôn. Con nhớ á, thì về đây chơi thăm tía má. Nhà gần xịt chứ có xa xôi gì đâu mà đồ dở luôn à. Không, mà luôn không có về hết. Con nè, bởi vậy nói phụ nữ á mà hổm ngán á, nó hành ngán là vậy á, trái tánh trái nết, muốn nói gì nói, muốn làm gì làm. Nhá, có sao không con? Ê, ngồi dắp môi một hai cái chơi thôi nha, phải về lo cho con vợ có bầu hành quá. Thôi mày khỏi nhấp luôn đi, tao uống cho nè. Bình thường hai nhái á, nó đã không có khoái mày tụ tập nhậu nhẹt với tụi tao rồi, giờ nó bầu bì ốm ngén rồi khó chịu trong người, lát cái nó qua đây nó chửi mày, xong rồi tụi tao bị giả lây luôn nữa. Ê, muốn về đi. Về. Ờ, vậy thôi về. Ở đây đi, đừng có về. Sao kỳ vậy? Trời đất ơi, để cho nó về đi. Đỡ mà nó ngồi đây hồi hai nhái nó biết, nó vác cái bụng bầu qua đây một cái ha, nó cạo đầu khô tô vô hát ba đứa mình luôn á. Chứ vợ ốm ngén như vậy á là phải nghiêm trị. Ốm ngén mình cũng có cách trị nữa hả? Sao không? Thôi thiệt, ông không phải là tên ba lít, mà ông đổi tên đi, tên ba xạo á. Ông nói chị ra là không có gì mà dính líu hết trơn, nó xạo không à. Trời ơi, tôi đọc sách nhiều nên tôi biết đó. Mấy cái người mà trong xẻo lá này ốm ngén nè, tôi chỉ không đó. Trời ơi, thiệt. Có xạo quá không mày? Thôi kệ, trả đi. Thử còn trả nói gì. Rồi, cách gì nói nghe chơi. Uống đi. Nhấp môi rồi. Trời ơi. Này uống chưa? Sao? Cách gì nói vậy coi nghe. Cách thứ nhất á, bầu sợ món gì thì cho ăn món đó. Bởi sao nó không ăn gì cho nó ăn? Bởi vì thai nhi cần bổ sung chất dinh dưỡng, có chất dinh dưỡng thai nhi mới phát triển được. Chứ bây giờ không có cái chất nào hết rồi con mày sinh ra còi cọc rồi sao? Cái vụ này hợp lý nè. Thứ hai, vợ muốn cái gì thì đừng có chiều theo. Kỳ vậy? Bởi sao không chịu? Mình thương vợ mình phải chiều vợ chứ. Làm như vậy á, con sẽ học theo mẹ. Khi sinh ra nó lì lợm, nó muốn cái gì là được cái đó, ông chịu được không? Không tốt, nít vậy không tốt đâu. Chưa kể nữa, rồi vợ mày á, cái thói đó quen rồi nó sẽ leo lên đầu, đè đầu cởi cổ mày. Hay, cái này ông nói có lý á. Trời ơi, ba lít mà. Anh nghe vợ ơi, anh đang đi công chuyện rồi, chưa về được đó. Hả? Em mệt hả? Ờ được rồi, để anh về liền. Về trước nhà cho vợ mệt. Trong trường hợp này mày không nên về. Sao không cho về? Mày về chẳng khác nào mày chịu nữa. Mày muốn con mày sau này sinh ra hư hỏng không? Lì lợm không? Quên. Alo, thật ra là anh không có bận công chuyện gì hết trơn á, mà là anh đang nhậu á, anh nhậu xong anh về nha. Ghê mày. Tắt liền, không hôn nó chửi, mệt lắm. Con mày đảm bảo sau này sẽ ngoan. Anh, dạ nghe tía. Hả? Dạ anh xỉu hả tía? Dạ, dạ.
Thôi thôi, tí đợi qua con, để con về liền. Dạ dạ dạ. Trời ơi, dạ tôi xỉu rồi. Ai gọi vậy? Tí tôi. Sao rồi nhái sao rồi? Dạ cũng ổn rồi. Tía gì nữa, em ngán quá, ăn vô bao nhiêu ói là hết trơn à, cho nên bây giờ cơ thể nó mới bị suy nhược, nó mới bị xỉu đó. Ủa sao con không ở chổng với nó? Dạ tía má vợ con mới vô nên kêu con về. Ủa bác sĩ ta nói chừng nào cho xuất viện? Chắc cũng vài bữa nữa đó. Bây giờ tôi vô tôi chuẩn bị mấy bộ đồ rồi tôi đi vô liền với nó chổng vô kịp. Ừ. Ừ. Cũng lỗi tại con, vợ con bị ốm ngán không ăn uống được gì mà con lại bỏ bê vợ con không chăm sóc. Bây giờ ba ruộng vườn đó tạm thời mướn người ta làm đi, rồi lo chăm sóc cho vợ con đi. Dạ con cũng có tính như tía, giờ con chủ yếu tập trung lo cho vợ con thôi. Công việc thì nó cũng quan trọng, nhưng mà vợ con thì nó quan trọng hơn. Dạ. Phụ nữ thời gian mang thai đó, mình phải càng chú trọng, phải chăm sóc cho nó nhiều hơn, để nó khỏi cái tủi lòng. Dạ. Mẹ vui vẻ thì sinh con ra nó mới khỏe. Vợ chồng cần với nhau cả đời. Làm cái gì thì làm, chăm sóc cho vợ được ngày nào thì cứ chăm sóc. Dạ. Bây giờ con chỉ mong sao cho vợ con mau xuất viện, rồi khỏe lại để ăn uống để có sức. Má con hồi xưa có bầu, tía làm trâu làm ngựa, miễn bà vui là tía thấy vui rồi. Mỗi lần mà cho má con ăn, bà ăn được á, tía thấy nó sướng trong lòng. Đừng để sau này ân hận không kịp nha con. Dạ biết rồi tía. Nghe, xong rồi này bái con. Dạ. Đi liền con. Dạ, tôi tiến đi. Ừ. Tôi đi nghe ông. Ờ, coi ở chổng ngủ, chổng với nó luôn đi. Biết rồi. Ê, tính lộn chỗ nào 50 ngàn, tính hoài không ra trời. Chưa ngủ nữa. Anh. Ừ. Anh. Khuya rồi không đi ngủ đi em. Anh tính xong vô ngủ liền á. Em muốn. Vậy à. Thôi gán đi. Chứ bác sĩ nói là cử 3 tháng đầu ha. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Chứ em nói gì vậy? Em muốn ăn thịt gà. Ăn gà hả? Giờ này hả? Nói thiệt luôn á hả? Wow, ngon quá à. Ơi. Cảm ơn chồng yêu. Nào ngon ba. Anh đi lấy cho em chén mắm mặn được không? Gà chấm mắm mặn hả? Tí má ơi, tí má ơi, tí má, tí má ơi, tí má ơi. Trời đất ơi, tí má. Cái gì vậy bảy? Tí, vợ con. Cái gì? Vợ mày sao? Sao? Con nhái làm sao? Má, vợ con. Nó sao rồi? Ăn được rồi. Nó ăn được rồi hả? Dạ. Con nhái ăn được rồi ông ơi. Vợ ăn được rồi tí ơi. Thiệt tình hết trồn hết dí. Rồi con trái á, nó thèm ăn cái món gì con? Dạ, dạ vợ con ăn gà luộc chấm nước mắm mặn.
Vợ mày giờ ăn mùi bén hơn vợ tao hồi xưa nữa. Ông này, con nói thiệt tí nha, bây giờ vợ con có thèm gì là con phải chiều cho bằng được. Con có băng đồi hay là lội suối là cũng phải tìm cho ra. Thấy không, thấy không, nó giống y hệt tôi xưa không? Để má kiếm mấy con gà má bắt liền, nghe không? Dạ. Rồi con đem về, rồi con luộc, rồi cho con nhái nó chấm mắm nó ăn. Dạ. Nghe không? Tôi đi nghe, tôi vui quá à. Chớ chờ cho má mày đừng có bầu giùm tao nữa. Bà thèm giống y như vợ mày luôn. Ông tính đi đâu ạ? À? Lên xã chút. Ủa sao ông kêu bấy cò chở ông đi? Trời đất ơi, có dặn hôm qua rồi đó. Bây giờ này chưa thấy mặt mũi gì hết trơn. Có khi nào nó quên không? Hay ông gọi điện nó thử coi. Bảy hả? Dạ nghe tía. Ủa? Sao qua hứa bữa nay qua chở tía đi công chuyện? Giờ này không thấy mặt mày chân gì? Cũng có hứa hả tía? Trời đất ơi! Tía chờ từ sáng tới giờ có thấy đâu? Ý! Quên! Con chờ, đang chở vợ con đi khắp thai tía ơi! Vậy đó hả? Dạ, con tía thông cảm con nghe. Ừ, thôi làm đi. Dạ. Sao rồi ông? Nó chở nhái đi khám thai rồi. Vậy hả? Hay ông kêu trưởng ban của ông á chở ông đi đỡ đi. Chắc vậy thôi chứ người đâu nữa. Ôi trời, ai 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 tao đẹp trai mà ê quá chừng, ai 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 chơi đi chơi một chút coi nào. Chú hai. Trời ơi, lâu quá thấy chú kiếm con kìa. Có công việc tao mới kiếm mày, nhờ mày chở đi chứ. Ủa sao bình thường thấy bảy cò hay chở chú mà? Bảy cò đi công chuyện nó rồi. Chớ trời cho ngày nào bảy cò cũng mắc công chuyện, rằng con chở hoài hoài luôn. Tao cũng tính mua chiếc xe để chạy tới chạy lui. Chú tính mua xe hả? Ừ. Đúng rồi, mình có chiếc xe cái mình đi đâu cũng tiện chân á. Cái chiều chiều gánh gánh cái chú hai chở thím hai đi hóng mát xẻo lá rồi này kia cũng được. Ủa tao mua xe mày không sợ mất máu hả? Sợ sao không trời, con sợ mất máu còn chết á. Thôi kệ đi, mình mất máu này cái mới mốt ông trời cũng cho mình máu khác liền à. Biết suy nghĩ gì cũng tốt. Hả? Vậy mày sửa xe á, coi cái chiếc xe nào còn được được đó, giới thiệu tao mua chiếc đi, tao cho tiền cà phê. Ờ thế á. Mời chú hai tính mua xe cũ hay xe mới? Chắc mua xe cũ thôi, xe mới mất tiền quá mày. À, thôi cũng được. Mà chú hai tính mua cỡ nhiêu? Xe cũ cũ cỡ nhiêu tiền? Đủ thứ giá hết á. 2 triệu cũng có nè, mà 20 triệu cũng có nữa nha. Vậy mua xe cỡ mười mấy triệu đi, cho nó êm. Mười mấy triệu hả? Có không? Chắc có á. Mà chú tính mua xe tay ga hay là xe số thứ con vậy? Lựa xe nào mà dễ chạy nè, còn mới nè, bền nè, rẻ tiền nè, là được. Yêu cầu khó dữ vậy. Trời đất ơi. Ừ. Được rồi, cái vụ này chú hai để con tính cho. Dạ. Yeah. Sao anh trai? Cái xe này máy móc thì còn ngon nha, mà có cái 4 tháng sau hơi mòn chút đỉnh. Tôi cũng định thay bữa giờ á, mà tại bằng công chuyện quá chưa thời gian thay nữa. Anh à. Sao anh? Thấy mặt anh lạ lạ, làm như tới đây chơi hay là thăm bà con gì đúng không? Tôi có người bà con gần đây nè, nay sẵn tiện đi ngang á nên ghé thăm. Anh đàn ông trai chạy xe gì mà kỹ thì ớn. Xe còn mới cáo luôn nè tôi. Rồi nhiều khi mua vậy chạy đâu có nhiêu đâu, nhiều khi để nhà chùm mền nữa. Ôi đất ơi, kỹ tới mức mà mấy ngóc này là còn sáng trưng luôn á. Kiểu này là chưa có đụng vít hay chìa khóa gì vô đúng không? Tôi mới vừa túi tới lại cho nó mới ken xà beng luôn đó. Dữ dằn tôi. Alo, tao nghe nè. Tao biết rồi, có gì bán xe xong á thì tao đưa tiền cho. Bán xe mà mày làm như bán rau không bằng á, mày muốn bán là bán hả? Ừ, tao biết rồi. Vậy nha.
Anh à, bộ tính bán chiếc xe à? Ừ, tôi định bán con xe này á, tôi mua con khác ngon hơn. Ủa hả? Xe còn cứng khử nghe. Tại ghiền con khác quá. Bán thì không, tôi là tôi có người ta tính kiếm xe mua á, bán tôi giới thiệu cho. Hay là ông giới thiệu đi, có gì bán được á thì tôi gửi tiền cà phê cho. Dạ. Chú hai coi nè, xe xịn lắm luôn á. Đó, hiểu không, hiểu không? Nhanh nè, đó, xin nhanh qua trái qua phải nè, đó. Ngon thiệt không mày? Tao tin tưởng tay nghề mày nghe tao. Trời ơi, thử xuống xe ở đây sao không tin được. Có cái gì mà máy móc đồ này kia mà không đàng hoàng hả? Chú hai qua kiếm con, cạo đầu con cũng chịu nữa. Thôi, dị vô này uống nước thì tính tiền luôn. Dạ. Đứng đi. Dạ. Xe chính chủ không con? Dạ, xe chính chủ 100% luôn đó chú. À, đây, tiền nè, cô gửi con. Dạ. Dạ, đủ cô ha. Ha. Đây, con gửi cho cô chú cái cà phê xe. Dạ đây. Ủa? Vậy thôi chứ không cần đi công chứng gì hả con? Ừ, cô chú cầm cà phê xe nè là chạy được rồi. Nhưng nếu như cô chú mà muốn đi công chứng á, để ngày mai con ghé lại. Rồi con với cô chú đi công chứng luôn. Chứ hôm nay cuối tuần á, đâu có ai làm việc đâu. Ngày mai qua nha. Dạ, chắc chắn là mai con ghé rồi. Thôi, con xong việc rồi, con xin phép cô chú, con đi về trước. Ê, để tôi chở ông về. Về trước rồi chú thứ hai. Cảm ơn mày nghe Tèo. Dạ. Tèo uống mấy nước nè con. Thôi thôi cô uống rồi. Lát quay lại uống nữa. Thôi cô chủ con đi. Về nha. Xe chạy êm không? Quá êm luôn. Qua mới chạy thử rồi. Không không ăn xăng luôn con. Thôi, nếu mà xe êm gì nè, chắc con kêu anh Tèo kiếm giùm con chiếc quá. Chi vậy? Thì để con lên Sài Gòn chạy tới chạy lui, con chạy đi học. Thôi 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 thôi, đi xe buýt đi, cho nó đỡ ô nhiễm môi trường giùm cái. Tía thiệt luôn á. Cưng xe dữ ha. Cứng không cứng trời. Lao chùi riết à. Chùi vừa vừa thôi chứ chùi lao quá tróc hết sơn à. Đi xe ta phải kỹ vậy nè, ta lao chùi hàng ngày cho nó bóng hơi vậy đó. Nó mới bền vững đi cho nó lâu. Làm đồng tiền mà bỏ ra mua xe nó cực lắm, phải kỹ chứ. Đâu ạ? Chợ. Lên chở cho đi. Được không đó? Vậy thôi đi bộ đi. Hỏi lại tôi một lần nữa thử đi. Đi không? Đi chứ ngu gì không đi. Đi lên lên. Từ, nó là nó ngay cho nó đúng cái luật giao thông đã chứ. Chờ chút. Chờ cái kiếm đây. À, chạy xe mới rồi phải đeo kiếm mới. Chờ chút hay không? Là chờ. À, lên. Tay đâu? Bắt giữ cái vỏ. Còn tay kia đâu? Không ôm ngang eo hết rồi lọt nắng chịu à. Cái nhớ một lần thường ngày bà lẹ tay lắm rồi sao nó chậm vậy ha. Biết rồi, ôm nè. Rồi chở đi có chở về không vậy? Nó hên xui à. Hỏi trước cái đó không có trả lời, tài xế không có trả lời câu đó được. Vậy là bỏ giữa chợ luôn ha. Chưa biết à. Chắc nha. Rồi chắc rồi. Rồi đi đi. Rồi. Ừ.
Ủa anh Tèo, mấy này không qua quán của Hồng nữa hả? Ừ, kêu cổ làm đem qua đây, chứ tao qua bển người bỏ tiệm ai coi mày. Dạo này con người ta chí thú làm ăn dữ ha. Chứ làm sao, thấy anh em đồng trang lứa ai cũng có công danh sự nghiệp rồi, tao cũng phải cố gắng cho mày. Hẹt chi, mấy nay nghe tí em kể á, dạo này làm ăn vô mánh như lắm không, giới thiệu được mấy chiếc xe luôn. Cũng nhờ bà con người ta thương mày ơi. Thôi kệ đi, làm gì đàng hoàng tử tế được thì mình làm thôi, kiếm tiền mà. Anh Tèo, anh coi coi có chiếc xe cũ nào mà má chạy còn êm không, giới thiệu cho em chiếc đi. Có à nghe, hôm bữa có khách người ta đem tới đây ta sửa chiếc xe nè. Ta thấy chiếc xe đó cũng im lắm nha, xe tay ga đàng hoàng mà máy còn cứng khừ à. Ờ vậy đó hả, giờ mày chịu á tao kêu người ta đem qua đây cho mày coi. Ờ kêu đi, bảo đảm cái màu mày thích luôn. Màu gì? Hương cánh sen. Trời đất ơi, màu hương cánh sen sao tôi chạy được ông. Cái gì, không phải màu đó hả? Màu khác đi, khó gì người ta. Ê, có một chiếc cũng cỡ cỡ vậy á. Giống vậy luôn mà màu nhu hơn. Màu gì? Màu tím hoa cà. Trời đất ơi, cái màu đó còn ghê hơn cái màu hường nữa. Nghĩ sao vậy? Ôi kỳ vậy, tao nhớ hồi xưa chơi với mày là mày khoái mấy màu đó lắm hả? Hồi xưa lúc còn nhỏ khác, bây giờ lớn rồi khác. Nghĩ sao tôi ra đường còn chạy mấy màu đó được. Nhưng mà cái màu đâu có quan trọng, quan trọng là cái máy còn ngon không, rồi có xịn không, chạy có bền không, không hao xăng đồ này kia. Nói chung là bây giờ á, ông tìm cái màu với cái dáng nào mà cho nó men men, nhìn nó phong độ một xíu á. Ừ à, để kiếm cho. Mà xe hiệu gì cũng được ha. Hiệu gì cũng được hết đó. Lâu quá không có chạy xe. Giờ chạy lên ta lái cũng cứng khừ chứ. Từ hôm mua xe tới giờ thấy cũng thoải mái nha. Muốn đi đâu xách xe chạy cái ào cái xong à. Khỏi nhờ giả mấy nhỏ. Mỗi lần mà nhờ nó mất công, mặt lớn mặt nhỏ mệt mấy ngày quá. Em điện thoại gì trời đó coi. Chạy xe không nhìn đường gì hết vậy? Xin lỗi chị nghe, bị cái điện thoại nó rung. Chạy xe mà còn nghe điện thoại. Ừ. Cái gì không chị? Điện xe gì? Ê, khoan. Sao? Anh đứng lại để cho tôi coi cái xe chút xíu nha. À, muốn ngắm xe mới phải không? Mới mua. Nè, để cho coi chút đó. Đẹp không? À. Sao nó giống xe của tôi quá à? Bảy à. Nói câu đó nghe không vui à. Xe mới mua có giấy tờ đàng hoàng đó. Nhìn kỹ nó giống thiệt đó. Bảy xe thì giống xe chứ. Cái hiệu xe này thì nó giống nhiều chiếc chứ đâu phải một chiếc đâu. Ông anh có thể lên nổ máy xe cho tôi nghe được không? Dễ ợt đấy. Trời ơi, tưởng chuyện gì. Con cháu nó sửa xe mà. Đây nè. Giống thiệt đó nha. Xe giống xe nè. Nè. Đúng rồi, xe này là xe của tôi. Bậy ngang. Bằng chứng nào mà chị nói xe này là xe của chị? Tiếng máy xe này chắc chắn là xe của tôi. Trời đất ơi, tiếng máy xe thì xe nào nó nổ cũng giống xe nào chứ. Xe của tôi mới mất hồi tháng trước. Mất hồi tháng trước mà xe này ta mới mua đây. Mà chị nói gì kỳ vậy? Đừng có làm bộ nghe, gài độ chận xe tôi lại đừng cướp xe hay gì. Ăn cướp á, là ông á. Chị ăn nói cho đàng hoàng nghe, ai ăn cắp xe của chị. Chị ăn nói cái kiểu đó là tôi không có nhịn chị nghe. Nếu ông nói là xe của ông. Ừ. Ông có dám đi lên xã để xác minh với tôi không? Đi liền bây giờ nè. Đi đi với tôi đi. Đi. Xe của người ta mới mua giấy tờ đàng hoàng đi. Đi với tôi. Sao giờ không biết thôi. Má. Trời ơi. Mày làm ơn mày ngồi chỗ giùm má đi. Má chóng mặt quá rồi đây nè. Con lo cho tía quá má ơi. Không biết tía nó chảnh sao rồi nữa. Hay là con chạy lên chảnh nghe má. Thôi lên chảnh chi. Sao chú? Phải xe của tôi không? Hai ông bà nên bình tĩnh. Chúng tôi đã xác minh chiếc xe này đúng là chiếc xe trộm cắp. Thấy chưa? Tôi nói xe của tôi mà. Ông anh còn gì để nói không? Trời ơi, sao tôi mua đàng hoàng có giấy tờ đàng hoàng mà.
đây là giấy tờ giả. Anh mua xe ở đâu? Thì cũng có người giới thiệu cho tôi mua. Tại sao anh mua xe mà không ra công chứng ký tên? Tôi có kêu nó ra công chứng, nhưng mà bữa đó Chủ nhật nó hẹn cho tôi thứ hai. Rồi 2-3 ngày nay sao không thấy nó tới? Bọn này rất là ranh ma. Chú ơi, vậy chừng nào tôi mới lấy xe về được? Chị ra ngoài làm thủ tục nhận xe về đi. Còn tôi sao? Mất tiền mất xe luôn hả? Trường hợp của anh là bị hại, cơ quan công an đang tích cực điều tra để thu hồi tài sản trả lại. Bây giờ tôi phải chờ hả? Nhưng mà tụi tôi khuyên anh nên là cẩn thận. Nếu muốn mua món gì thì phải ra công chứng ký tên. Thiệt tình không có về. Anh còn nhớ mặt mũi bọn bán xe cho anh như thế nào không? Trời đất ơi, bây giờ thằng đó cái mặt đó nó có bị chết cháy thành tro bụi, tôi vẫn nhớ đàng hoàng. Anh phải giúp tụi tôi là nhận dạng để tôi tiến hành điều tra để bắt tụi tội phạm. Giúp chứ, giúp đặng tôi lấy tiền tôi lợi chứ. Chị ra lập thủ tục để nhận xe về đi. Kìa, Tía bà về rồi kìa. Tía! Trời ơi, Tía, Tía ơi! Tía có sao không Tía? Trời ơi, trên đó rồi còn có ai tra khảo thì Tía đánh đập gì Tía không vậy? Làm gì đánh đập? Bực mình vậy thôi. Tự nhiên rồi mất tiền à. Nói vậy là xe của bả thiệt hả? Thì xe bả chứ xe ai? Trời đất ơi, công nhận trong đời trời đất con thấy không ai như bà này luôn nha. Mới vừa nghe tiếng xe thôi là biết xe của bả rồi. Công nhận thiệt chứ. Bả thính dễ sợ hen. Bả nghe tiếng xe thôi mà bả xác định chắc chắn đó là xe bả. Cũng tại cái thằng ôn dịch vật cái thằng tèo này nè. Một hay là xe chính chủ, ai về đâu xe ăn cắp của người ta. Bà con lối xóm người ta nghe được, ta cười cho mà thúi đầu. Đúng là tiền mất tật mang. Thôi, cái gì đâu xấu hổ, làm như mình muốn vậy. Vậy rồi bây giờ là mất tiền luôn hả Tía? Thì chứ sao không mất tiền. Bây giờ chờ, chờ cho người ta bắt được cái thằng bán xe đó, rồi thu hồi lại có còn tiền không. Rồi có tiền á, để kêu mình lên lãnh. Ôi ông ơi, thôi đừng trông nữa. Tiền mà vô tay nó hả, rồi nó ăn hết mất đất rồi chứ có đỡ đó nó trả lại mình. Nhưng mà cái bà này đó thì bà cũng biết chuyện, cũng biết điều đó. Bà chi cho mình phân nửa, bà nói coi như người chịu phân nửa cái tiền mua xe đó. Ờ thôi, thôi vậy cũng được Tí ơi. Lấy được đồng nào hay đồng đó. Rồi nói vậy rồi ông lấy luôn hả? Tôi đâu có chịu nhận đâu. Nhưng mà bà ép quá. Mà nói tới tôi tức thằng quỷ tèo này. Thằng tèo này mà nó gặp tôi một cái, tôi nó chết với tôi. Con cũng tức nữa nè Tía. Khi khổng thì không cái mất hết mớ tiền nha. Cũng may mình gặp người biết điều á, đỡ phần nào. Chứ không là mất trắng luôn rồi. Anh Tèo, anh Tèo, ra đây. Đi đâu rồi? Tính đi đâu? Đi nấu cơm. Không có nấu cơm, nấu nước vậy trơn á. Ra đây đứng nói chuyện phải trái với tôi. Ông nghĩ sao vậy? Ông giới thiệu xe không có chính chủ, xe ăn trộm ăn cắp cho Tía tôi. Bây giờ ở trên xã nào mời Tía tôi ở trển á. Tao cũng đâu muốn đâu. Tao cũng bị gạt. Bị gạt cái gì? Ông lớn bộ nhiên nít vậy đó hả? Trời đất ơi, xe không chính chủ mà ông dám nói là chính chủ. Đâu biết đâu. Tại ông khách ông nói chính chủ, cái tôi tin chính chủ. Ông làm ơn đi ông Tèo. Mai mốt muốn mua bán giới thiệu gì á, mới tìm hiểu kỹ giùm tôi cái. Thôi mai mốt chắc không dám giới thiệu mấy vụ này nữa quá. Tấm Đạt, không mấy giờ vậy đi. Bữa hổm tao giới thiệu cái ông khách ông có cho tao 1 triệu tiền cà phê á. Giờ để tao vô tao lấy tao trả lại cho chú hai nha. Thôi khỏi đi. Tía tôi không có lấy tiền nữa đâu. Mà tía tôi dặn á, mai mốt ra đường gặp tía tôi lộng liệu hồn nghe chưa. Tấm Đạt, làm ơn làm phước nói chú hai cho tao gửi lời xin lỗi chú hai nhiều. Muốn cái gì á giọt qua bển nói. Tấm Đạt chết rồi.
hai. Dạ tao. Chú hai cho con xin lỗi chú hai nha. Lỗi gì mày? Thì vụ chiếc xe á, cũng tại con tà lanh tà lẹt, chưa tìm hiểu kỹ nguồn gốc xuất xứ chính chủ hay không, tự nhiên cái làm mai làm mối cho chú hai thứ hai mua, làm chú hai thứ hai mất tiền quan à. Đâu phải lỗi mình mày đâu, tao cũng có lỗi một phần trong đó. Già đầu còn dễ, có cháu ngoại mà còn ngu, nghe lời mấy thằng khùng thằng điên mua xe đó cắp ăn trộm rồi mất cả chì lẫn chài. Ôi đó cũng bài học đó trời ơi. Nhưng mà tao già rồi còn đi học nữa thì sợ mấy con bé cười chê thôi. Có gì thôi chú hai, con xin lỗi mà chú hai đừng nói vậy, con áy náy con khó chịu trong bụng lắm chú hai. Có gì đâu náy nữa. Chú hai, dỗ mấy con chuộc lỗi bằng cách là con giới thiệu cho chú hai mua chiếc xe khác nha, đàng hoàng chính chủ, uy tín đàng hoàng luôn nha chú hai. Chú hai mua xe khác đi nha chú hai. Gì vậy chú hai? Chú hai, gì vậy? Tao lại mày, ha không? Bị một lần là tao đã tận tới già rồi, mày đứng đưa tao đi đâu nữa? Hả? Thôi đứa Tèo ơi, tao không mua xe mua cổ rồi chứ á. Để dành tiền, để dành đi xe ông đó ôm, để ủng hộ cho mày. Ôi gì nói vậy là chú hai hết giận con à? Giận hờn gì mới, chuyện quá rồi, của đi thay người. Vậy thôi chú hai đừng mua xe, để con chở chú hai đi là được rồi. Chú hai, không mấy giờ con chuộc lỗi là trong một tuần lễ đi. Chú hai muốn đi đâu cũng được, chứ con chở chú hai đi miễn phí, không lấy tiền luôn. Không lấy tiền phải không? Dạ. Vậy chở lên thị xã vòng coi. Sao đi thị xã rồi, thôi chú hai đi vòng vòng xẻo lá mình thôi. Tới vòng vòng đây đi hoài à, tao muốn lên thị xã cho nó sang bữa được không? Đi không? Chở không? Chở. Tèo. Qua rồi hả? Kêu qua đây có chuyện gì không? Chuộc lỗi, chuộc lỗi. Lỗi phải đâu mà chuộc. Thì bữa hổm mày nhờ tao kiếm mua giùm mày chiếc xe đó. Có rồi. Đâu? Nè. Đâu? Nè, đó. Đó thấy không? Ồ, chiếc xe này tao kiểm tra rồi luôn á. Cúng khừ luôn. Máy móc còn mới luôn á. Đẹp ha? Ờ, cũng đẹp ha. Ừ. Này nghe, xe này là tao mới mua chưa được bao lâu chừng á. Ngặt cái người ta kẹt tiền cho nên tao nói người ta bán lại giá rẻ. Mua đi, đã bao lời luôn á. Nhưng mà ông có chắc là chính chủ không? Tìm hiểu kỹ chưa? Chính chủ luôn á. Tao mua xe cho mày là tao phải kiểm tra nè, máy móc nè, rồi biển số, rồi khung sườn, rồi xuất xứ, rồi giấy tờ rồi này kia. Tao kêu người ta phải đưa giấy tờ xe cho tao kiểm tra đàng hoàng. Chính chủ. Thôi 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 thôi, tôi lại ông đi ông Tèo. Tôi sợ hai cái từ chính chủ xe của ông Tèo lắm rồi đó. Ha? Không, cái này chính chủ thiệt. Mua cho mày là tao kiếm chiếc xe này khó lắm luôn á. Tao không lấy quà hồng, không lấy tiền cà phê luôn. Thôi 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 thôi, cảm ơn. Giờ hết muốn mua rồi. Thôi, ê. Nhưng mà tao lỡ hứa với người ta mua chiếc xe này cho mày, giờ không mua rồi sao? Lỡ hứa rồi hả? Ông thân với bà Lít phải không? Qua giới thiệu cho bà Lít nó mua. Ha? Tấm Đàn. Tấm Đàn mua đi, kiếm xe cực lắm Tấm Đàn.